tham gia rất là nhiều, và do đó là nó cũng những cái kiến thức lâm sàng của thầy á, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt trong cái việc làm giảng dạy của các bạn. Cho nên bất cứ cái câu hỏi gì mà liên quan đến vi sinh, về virus vân vân, thì thầy là một cái người mà có thể không thể tốt hơn để trả lời cho các bạn những cái câu hỏi đó. Thì đó là những cái nội dung mà cô, đó là những cái kiến thức cô có thể cho các bạn biết thêm về thầy, và cô cũng là một trong những người rất là ngưỡng mộ. Thầy thì tu nghiệp ở Pháp, thầy rất là giỏi, tu nghiệp ở Pháp, tiến sĩ ở Pháp. Và trước đây thì thầy làm ở bệnh viện đa khoa Quảng Nam, sau đó thì giờ là thầy nghỉ hẳn và thầy làm việc trực tiếp 100% ở khoa mình. Cho nên là bất cứ khi nào thì các bạn cũng có thể thấy được thầy ở phòng đào tạo, và thầy giảng dạy ở rất là nhiều cái bộ môn ở khoa mình nữa. Và hiện tại là bộ môn vi sinh ký sinh trùng thì thầy là đang là trưởng bộ môn. Thì cái buổi học tiếp theo của ngày hôm nay, đúng như theo cái chương trình á, thì chúng ta sẽ học y như cái nội dung mà trong sách cô gửi cho các bạn á. Thì chúng ta sẽ học mà sau cái bài kháng sinh thì các bạn học bài tiệt trùng khử trùng này, xong rồi các bạn sẽ học bài kháng kháng sinh, bài tiệt trùng khử trùng, bài nhiễm trùng bệnh viện, bài vaccine và huyết thanh miễn dịch. Tuy nhiên á, thì có một chút thay đổi, đó là khi mà cô với thầy với lại các thầy cô trong bộ môn một bàn á, thì thấy rằng cái phần ứng dụng nó rất là hay. Và nhưng mà kiến thức của các bạn thì mới là năm 1 và vừa hết năm 1 chuyển qua năm 2, cho nên kiến thức của bạn nó chưa sâu á. Mà nếu như dạy những cái học phần đó thì nói chung là các bạn chưa nắm được hết, nghĩa là chưa hiểu sâu được hết. Do đó thì bây giờ cô sẽ đi qua cái phần thứ hai, thay vì cô sẽ dạy cái phần là vaccine huyết thanh miễn dịch nè, tiệt trùng khử trùng nè, rồi vân vân, thì cô sẽ chuyển qua, thì cô sẽ học cái phần vi khuẩn luôn. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi sâu vào vi khuẩn luôn. Thì ở trong đó chúng ta sẽ có hai phần, đó là phần cầu khuẩn gây bệnh, chính là cái slide mà cái hình mà bạn bạn Trâm vừa chiếu cho cô đấy, chúng ta vừa thấy, thì đó là cầu khuẩn gây bệnh. Thì cái phần mà nguyên cái phần cầu khuẩn gây bệnh này này, thì cô buổi tiếp theo là cô Dương Thị Thân sẽ dạy các bạn phần này, đó là phần cầu khuẩn gây bệnh. Rồi Trâm kéo xuống cho cô với, Trâm kéo xuống giúp cô với phần phía dưới, phần phía dưới. Đây chính là phần hôm nay cô sẽ giải chuyển chịu trách nhiệm giảng dạy cho các bạn, đó là phần trực khuẩn gây bệnh. Và nội dung buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học phần này. Và cái phần cầu khuẩn gây bệnh thì hôm sau thì cô Thăng sẽ dạy cái phần cầu khuẩn, thì các bạn sẽ lật sách ra và dựa trên những cái phần tóm tắt mà cô đã tóm tắt ở phía trên cho các bạn về một số đặc điểm tính chất sinh lý sinh hóa của vi khuẩn. Và chúng ta sẽ đọc trước cái nội dung đó để đến ngày hôm đó các bạn có thể hỏi cô nhiều hơn để hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi vào cái phần nội dung trực khuẩn gây bệnh này nhé. Thì ở đây thì có thể thấy là chúng ta sẽ trong không to hơn cái màn hình này được đúng không Trân? Ok. Dạ. Rồi ok. Chúng ta sẽ đi cô sẽ đi cho các bạn 8 con, và lớp mình hiện tại đang là có 50 bạn, 49 bạn à, đúng không Trâm? 49 này. 49 bạn thì 8 nhân 5 45, 8 nhân 4 32, 8 nhân 5 45. Cho mỗi nhóm 5 bạn đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập thảo luận nhỏ nhỏ, và bài tập thảo luận nhỏ nhỏ này cô sẽ một trong những cái tiêu chí để cô có thể đánh giá điểm giữa kỳ cho các bạn. Thì bài tập này như thế này, các bạn sẽ có danh sách lớp rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ chia cho danh sách lớp cho dễ hả? Chúng ta sẽ chia 50 bạn thì chúng ta sẽ chia thành 8 8 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn. Có thể là có nhóm 4 bạn nhé, không sao hả? Thì chúng ta sẽ đi từng phần, đầu tiên là về vi khuẩn E. coli. Thì chúng ta sẽ đi về vi khuẩn, nghĩa là khi mà chúng ta học một con vi khuẩn thì chúng ta sẽ học cái nội dung gì ở trong đó. Thì đầu tiên chúng ta phải biết được đó là tên khoa học. Vậy thì cô sẽ phân tích tại sao, có nghĩa là cô đi phân tích từng phần, sau đó rồi thì tiếng để chúng ta sẽ thảo luận sau nhé. Thì tại sao chúng ta phải biết tên khoa học? Thì trong cái khi mà các sau này các bạn làm ở bệnh viện á, hay sau này các bạn học á, thì thường thường á, là cái vi khuẩn á, thì người ta sẽ không có ghi là tên tên tiếng Việt hay là tên mà đã được Việt hóa rồi, mà người ta thường sẽ ghi tên khoa học của nó. Thì tên khoa học ở đây không phải là tên tiếng Anh đâu, mà là gọi người ta hay gọi là tên khoa học, tên Latin đấy là Escherichia coli. Thì có nghĩa là
Với mỗi nhóm chuẩn bị, các bạn sẽ tập trung vào cái tên khoa học này cho cô. Một thứ nhất, các bạn phải tập trung vào tên khoa học. Vậy thì có một cái câu hỏi trong phần thi trắc nghiệm, ví dụ như bây giờ họ hỏi là ví dụ vi khuẩn E. coli thì có cái tên khoa học là gì chẳng hạn. Xong A sẽ là Escherichia E. coli, đấy, coli, hoặc là người ta sẽ đọc, người ta sẽ ghi sai chẳng hạn. Đó, thì em sẽ phải biết được là cái tên nào là tên khoa học, các bạn phải thuộc cái tên khoa học đó. Cái thứ hai nữa là ví dụ như sau này mà các bạn vào bệnh viện các bạn làm chẳng hạn, mà bên bộ phận vi sinh họ báo là vi khuẩn này là gây ra bệnh này bệnh kia, thì các bạn cũng phải biết được là vi khuẩn đó tên khoa học là gì, vì mình là bác sĩ mà, cho nên các bạn phải biết cái tên khoa học này. Vì hình dạng của nó thì các bạn sẽ học ở trong cái bài của cô hôm trước, thì các bạn sẽ thấy là hình dạng á, thì nó sẽ chia làm rất là nhiều hình dạng, nhưng mà cơ bản sẽ có cầu khuẩn, trực khuẩn, sáng khuẩn hay là phải khuẩn và các hình dạng khác. Thì ở trong cái bài học này hôm nay cô sẽ dạy bài trực khuẩn. Trực khuẩn là gì? Chính là vi khuẩn có hình que đó, đúng không? Vi khuẩn có hình que, và hình dạng ở đây á, là trực khuẩn. Trực khuẩn là đây là vi khuẩn hình que gram âm hay là gram dương và ngắn mập đấy. Thì hôm trước cô có nói đây là loại vi khuẩn mà ngắn và mập nhất đấy. Rồi các bạn có thể học thêm một số tính chất sinh lý, sinh hóa học, ví dụ như nó lây men được nhiều loại đường đấy, nó lây men được nhiều loại đường như đường gì đấy. Thì học cái này thì chúng ta sẽ cần nhớ một ít thôi. Cái này thật ra bác sĩ răng hàm mặt không cần thiết phải nhớ nhiều, cho nên phần này cô không nặng cho các bạn nhé. Có nghĩa là cô không nặng, nhưng mà ví dụ như cô Thân dạy thì cô Thân có thể tập trung vào phần này thì các bạn cũng sẽ hiểu cho cô Thân, bởi vì mỗi giáo viên thì sẽ có một cái cách dạy khác nhau. Nhưng mà ví dụ như là cô thì cô lại không tập trung về phần này lắm. Các bạn lưu ý giúp cô nhé, để các bạn hình dung. Tuy nhiên cái phần ra đề thi á, thì nó sẽ tập trung chủ yếu là cô. Bởi vì cô Thân thì cô cũng mới làm, cô Thân mà hôm sau dạy cho các bạn á, thì cô Thân chỉ mới là đại học thôi, và cô Thân là đang là trợ giảng, cho nên là nó cô Thân không phải là giảng chính, do đó cô Thân cũng không được ra đề thi. Và do đó bộ môn thì hiện tại là cô là người ra đề thi, cho nên cô sẽ lưu ý cho các bạn để các bạn biết là nội dung nào chúng ta học để chúng ta có thể khớp với nội dung thi. Đó là cái các bạn cần lưu ý nhé. Thì cái phần tính chất sinh vật hóa học đặc trưng của của vi khuẩn á, thì đối với ngành răng hàm mặt cô không đặt nặng cái vấn đề này lắm. Do đó thì cái tính chất sinh vật hóa học này các bạn chỉ cần nhớ một số ý cơ bản cho cô, ví dụ như là nó sinh mang, nó lây mang được nhiều loại đường đó, có thể sinh hơi vân vân, ví dụ như thế. Thì các bạn nhớ cái mà trong cái ô này là được rồi này. Sau đó là về tính chất nuôi cấy. Tính chất nuôi cấy thì nó là, các bạn phải nhớ cho cô là đầu tiên vô nhất là nó dễ nuôi cấy hay khó nuôi cấy, hiếu hay là kỵ khí, hiếu khí hay kỵ khí. Thì các bạn hôm trước các bạn nhớ cái mà bản tính chất nuôi cấy á, thì cô có nói là hiếu khí có nghĩa là nó, ví dụ như vi khuẩn mà trong răng miệng của chúng ta là vi khuẩn gì, hiếu kỵ khí tỳ tiện đó, có nghĩa là lúc chúng ta thức chúng ta nói chuyện như thế này thì nó là vi khuẩn hiếu khí, nhưng khi chúng ta ngủ trong vòng 8 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ ngáp, chúng ta sẽ đóng miệng lại, thì cái khoang miệng lại thì vi khuẩn ở trong đó lại là kỵ khí, đúng không? Đấy, và cái mà quan trọng nhất các bạn cần phải nhớ cho cô đó chính là khả năng gây bệnh. Đấy, khả năng gây bệnh. Về phòng và điều trị bệnh thì các bạn có thể tập trung trong mục này thì cô không ghi vô, nhưng mà các bạn cần lưu ý về phòng và điều trị bệnh thì ở trong sách có ấy, thì cái phần này thì các bạn cần lưu ý cho cô thêm, đó là loại vi khuẩn đã có vaccine hay chưa, và phòng và điều trị bằng cách nào. Đấy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ, đây là cái bản tóm tắt thôi cả nhà, còn khi bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm ra để chúng ta có thể trình bày, mỗi nhóm sẽ đại diện và trình bày cho cô, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé, và chúng ta đọc kết lại. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ có 8 con, và cô sẽ cho bây giờ là 8:22, chúng ta sẽ có đến 8:30 thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái nội dung này để cho nó cụ thể hơn. Hôm sau thì khi mà máy cô ấy lại thì cô sẽ gửi cái nội dung bài giảng này lại cho cả nhà để cả nhà đọc dưới dạng slide của cô để cho dễ hiểu nhé. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái để phân chia lại. Thì theo như Trân thì chúng ta nên chia theo số thứ tự hay là nên chia theo kiểu các bạn tự bắt cặp với nhau? Các bạn đã có nhóm riêng chưa? Trân ơi. Dạ chắc bộ từ từ được chứ. Có nghĩa là các bạn tự xếp nhóm với nhau hả hay sao? Dạ, chia theo số thứ tự rồi. Ok, chia theo thứ tự. Vậy thì số thứ tự từ
1 đến 5 là E. coli. Đó, các bạn cứ chia rứa cho cô nhé. Các bạn cứ chia cho cô đấy, theo cái này. Và các bạn chuẩn bị cho cô cho đến 8:24 rồi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho các bạn 20 phút đi, 9:15. Các bạn chuẩn bị thì cái nội dung chuẩn bị á, là cái nội dung này của cô là nội dung tóm gọn nhất để các bạn dễ ôn tập. Còn ngoài ra thì các bạn có thể thêm những cái nội dung mà các bạn cảm thấy là cần phù hợp để thêm vào để cho chúng ta có thể triển khai hơn. Hoặc là chúng ta trong cái quá trình mà các bạn đọc á, thì có những cái phần nào mà các bạn cảm thấy là cần phải đem ra thảo luận thì các bạn sẽ đưa vào để chúng ta thảo luận hơn, để chúng ta tìm hiểu và chúng ta thảo luận. Thì các bạn sẽ đưa thêm vào đây, nhưng mà nội dung cứng là như thế này. Ở cái mục lưu ý thì hồi nãy cô có nói thêm một cái mục đó là phòng và điều trị bệnh. Về phòng và điều trị bệnh thì các bạn cần phải có thêm. Đây nhá, ở trong bản này không có phòng và điều trị bệnh. Thì các phần phòng và điều trị bệnh các bạn phải thêm vào. Vậy thì chúng ta sẽ dựa trên 6 tiêu chí. Thứ nhất là tên khoa học, thứ hai là hình dạng, thứ ba là tính chất sinh học khoa học đặc trưng thôi nhé. Thứ tư là tính chất nuôi cấy, thứ năm là khả năng gây bệnh và thứ sáu là phòng và điều trị bệnh. Ngoài ra thì các bạn có thể lưu ý một số đặc điểm gì của con này mà các bạn có thể đọc được và các bạn thấy nổi bật thì các bạn có thể cho vào. Và chúng ta sẽ có 6 nội dung cho từng con vi khuẩn và các bạn sẽ chia nhé. Chúng ta sẽ thảo luận cho tới 9:15, sau đó 9:15 thì từng nhóm sẽ đại diện và báo cáo những cái nội dung đó và cô sẽ giải đáp. Ví dụ như có những cái thắc mắc gì hay là những cái câu hỏi gì liên quan đến từng nhóm vi khuẩn thì chúng ta sẽ ấy. Thì cái phần này chúng ta sẽ đi nhanh thôi chứ cũng không cần phải đặt nặng đâu các bạn nhé. Buổi tiếp theo mà nếu như mà thầy có hỏi là tiếp theo là cô Thăng dạy thì cô Thăng có hỏi là ví dụ như là lớp đã cô Lê dạy đến phần nào thì các bạn chỉ cần nói là cô Lê dạy cái phần trực khuẩn, trực khuẩn đường ruột của vi khuẩn gây bệnh nhé. Rồi cả nhà ok được chưa? Bây giờ các bạn chia nhóm xong rồi các bạn sẽ tự trả lời nhóm với nhau nhé, tự hội ý với nhau nhé. Được không? Các bạn có biết cách hội ý không? Alo, dạ. Được không Trân dạ, ơi? Cô ơi, mình trình bày về cái gì được cô? Mình trình bày sâu hơn về mẹ cho mình được cô? Đúng rồi. Cả nhà ơi, cả nhà có hiểu ý cô nói không? Ai hiểu ý cô hè? Ai hiểu ý cô thì giơ tay nói thử cô nghe. Mà ai không hiểu thì im lặng cũng được. Mà ai hiểu thì giơ tay lên nói thử hồi nãy giờ cô nói gì? Cả nhà không hiểu hả? Không ai hiểu hết hả? Dạ hiểu là hồi nhóm từ 1 đến 8 lấy một loại vi khuẩn sau đấy trình bày rõ. Đúng rồi. Trình bày rõ về tên khoa học là đây cô có hết rồi. Có nghĩa là những cái nội dung cô có đây là những nội dung tóm lược thôi cả nhà nhé. Cả nhà hiểu không? Ý là để cho các bạn hình dung ra là các bạn sẽ làm cái gì. Nhưng mà trong này á, thì đương nhiên á, là nó sẽ quá là ngắn gọn. Nói chung là cái này là để cho các bạn sau này mà các bạn nhớ, nghĩa là nhớ mà chúng ta nhớ mà tóm lược nhất, gọi là cô đọng nhất thì các bạn sẽ nhớ theo cái này. Nhưng mà cái này không đủ để ôn thi đâu. Ăn thi thì các bạn sẽ cần phải gạch ra thêm, bởi vì chúng ta thi trắc nghiệm mà chúng ta sẽ cần thêm những cái tiểu tiết nữa. Thì các bạn có thể thêm những cái nội dung đó trong cái quá trình mà các bạn đọc bài á. Thì bây giờ thì sách giáo trình thì cô đã gửi cho các bạn rồi. Bây giờ mỗi nhóm sẽ làm một con vi khuẩn đúng không? Vậy thì các bạn hãy thêm những cái nội dung mà các bạn cảm thấy là cần thiết vào trong cái mục này. Nếu như cái nội dung đó bạn thêm vào, cô kêu là cái phần này rất là hay nhưng mà nó hơi chuyên sâu, do đó là các bạn không cần thiết phải học ở trong phần thi, thì cô sẽ bỏ ra thì các bạn sẽ bỏ bớt lại, còn không thì các bạn sẽ tập trung vào cái bản này chính, sau đó là các bạn sẽ thêm những cái nội dung mà các bạn cần thiết vào nữa. Tại vì là thi thì nó sẽ không phải là đơn giản là tóm gọn ở trong này, nó sẽ đơn giản theo kiểu là sẽ bắt buộc là phải có tên khoa học này, bắt buộc phải có hình dạng này, bắt buộc phải có tính chất sinh vật khoa học đặc trưng này. Tuy nhiên ở trong đó nó sẽ có thêm những cái tiểu tiết thì các bạn cần phải lưu ý thêm, thì chúng ta cứ sẽ đọc trong đó thì chúng ta phân tích, chúng ta moi ra. Đây là cái cách mà các bạn có thể tự học khi mà các bạn không chỉ là môn vi sinh mà nhiều môn khác nữa, nghĩa là mình sẽ tự lập một cái sườn ra để mình tự học ấy, mình mô hình hóa lại ấy. Chứ thay vì mình để ở trong sách giáo khoa như thế thì mình đâu có thể học mà đâu có thể hiểu được hết đúng không? Rồi bạn Tâm, mình thì bị Tâm, Tâm có ý kiến gì không Tâm? Dạ không, ý là này cô hỏi cho nên em mới giăng tay trả lời á. Trời đó ok, rất là hiểu. Cả nhà có ai không hiểu nữa không? Ai không hiểu thì giơ tay, chứ không phải là ai hiểu thì giơ tay mà ai không hiểu thì giơ tay. Cô sẽ giải thích lại. Trăng ơi hiểu chứ Trăng?
Dạ rồi ạ. Ừ, còn ai không hiểu nữa không? Ai không hiểu gì giơ tay nè. Được rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ có 15 phút để chúng ta đọc, mỗi nhóm sẽ đọc về cái nội dung của cái con vi khuẩn đó. Và sau đó chúng ta sẽ cập nhật nó. Khi mà các bạn nội dung các bạn trình bày cái phần của các bạn á, thì các bạn có thể là dựa trên bám trên cái tiêu chí mà cô vừa nói và thêm cái tiêu chí nào nhớ không? Thêm phòng và điều trị bệnh nữa nhé. Ở trong này nó sẽ có 5 tiêu chí nhưng mà chúng ta lại phải thêm một tiêu chí là phòng và điều trị bệnh, thì phòng và điều trị bệnh ở trong sách có. Các bạn sẽ thêm vào những nội dung đó. Đơn giản ngắn gọn thôi nha cả nhà. Ok, bây giờ cô sẽ tắt mic và tắt cam nhé. Cả nhà thảo luận. Chia nhóm ra và thảo luận nhé. Rồi.
Alo cả nhà ơi, tới đâu rồi, xong chưa? Biết mọi người nghe cô nói không? Alo cả nhà ơi. Dạ có ạ. Dạ Ừ, có. đã xong chưa Trang ơi? Dạ Cho có thêm mẹ. thời gian không? Nhục, tất cả các nhóm đều xong hết chưa? Nhóm nào chưa xong lên tiếng, nhóm nào xong rồi im lặng. Nhóm nào chưa xong, các bạn cần thêm thời gian, nhóm nào không hay là đã tất cả đã xong hết rồi? Rồi, ri là tất cả đã xong hết rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, đây là chắc là xong hết rồi đây. Ok cả nhà, bây giờ chúng ta sẽ đi với cái nội dung đầu tiên, đó là về vi khuẩn E. coli. Vi khuẩn E. coli là do nhóm nào phụ trách đây? Dạ nhóm 1. Bạn nào? Nhóm tụi em gồm 6 bạn là Ngọc Ánh, bạn Quỳnh Chi, Linh Chi, Ngọc Ánh, bạn Quỳnh Chi, Linh Chi. với bạn Diệu ạ. Rồi, ok. Rồi, các bạn đại diện nhóm báo cáo cái nội dung về Equly cho cô với. Em xin phép đại diện nhóm trình bày về phần vi khuẩn E. coli. E. coli Rồi. là họ trực khuẩn đường ruột, có tên Rồi. khoa học là Escherichia coli. Về hình dạng, E. coli là trực khuẩn gram âm, kích thước trung bình từ 2 đến 3 micromet nhân 0,5 micromet. Trong những điều kiện không thích hợp, ví dụ trong môi trường có kháng sinh, vi khuẩn có thể rất dài như sợi chỉ. Rất ít chủng E. coli có vỏ nhưng hầu hết có lông và có khả năng di Về tính chất sinh vật hóa học đặc trưng, E. coli có khả năng lên men nhiều loại đường và có sinh hơi. Hầu hết E. coli đều lên men lactose và sinh hơi, trừ E. coli trơ không không hoặc lên men rất chậm. Một số chi khác trong họ vi khuẩn đường ruột cũng có khả năng lên men nhanh lactose, được gộp vào một nhóm vi khuẩn có tên chung là coliform. E. coli có khả năng sinh indole, không sinh HHS, không sử dụng được nguồn carbon của citrate trong môi trường simon có đề carbon silicer, vì vậy có khả năng khử carboxin của lysine, ornithine, arginine và axit glutamic, beta-galactosidase dương tính. Thử nghiệm mà VP sau 24 giờ âm tính, sau 48 giờ có thể dương tính. Về tính chất nuôi cấy, E. coli phát triển dễ dàng trên các môi trường nuôi cấy thông thường, một số có thể phát triển trên môi trường tổng hợp rất nghèo chất dinh dưỡng, hiếu kỵ khí tùy tiện, có thể phát triển từ 5 đến 40 độ C, nhiệt độ thích hợp là khoảng 37 độ C. Trong điều kiện thích hợp, E. coli phát triển rất nhanh, thời gian thế hệ chỉ khoảng 20 đến 30 phút. Cấy vào môi trường lỏng như canh thang sau 3 đến 4 giờ đã làm đục nhẹ môi trường, sau 24 giờ làm đục đều, sau 2 ngày trên mặt môi trường có gắn mỏng, những ngày sau những dưới đáy ống có thể lắng cạn. E. coli không mọc trên canh thang selenite trên môi trường thạch thường. Sau khoảng 8 đến 10 giờ dùng kính lúp có thể quan sát được khuẩn lạc. Sau 24 giờ khuẩn lạc khoảng 1,5 mm. Hình thái khuẩn lạc hiện hình dạng S nhưng cũng có thể gặp ở dạng R hoặc M. Trên môi trường phân lập tùy theo chất chỉ thị màu, E. coli có khuẩn lạc màu vàng như trên thạch lactose hoặc màu đỏ như trên thạch mắc Conkey, không mọc được trên môi trường SS. Một số loại E. coli có tính chất nuôi cấy riêng có giá trị trong sàng lọc nhanh. Tiếp theo phần khả năng gây bệnh và lưu ý, bạn Quỳnh Chi sẽ trình bày ạ. Khả năng gây bệnh bạn muốn chi trình bày. À, em xin trình bày phần tiếp theo ạ. Về khả năng gây bệnh thì trong đường tiêu hóa E. coli sẽ chiếm gần khoảng 80% các vi khuẩn hiếu khí, nhưng E. coli cũng là vi khuẩn gây bệnh quan trọng, nó đứng đầu trong các
vi khuẩn gây ỉa chảy, viêm đường mật và là căn nguyên gây nhiều bệnh như viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn vết thương. Về phòng bệnh thì hiện nay chưa có phương pháp phòng bệnh đặc hiệu. Để đề phòng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do E. coli gây ra thì thực hiện các biện pháp phòng bệnh chung không đặc hiệu giống như đối với các vi khuẩn đường ruột khác. Về một số lưu ý thì E. coli là vi khuẩn có tỷ lệ kháng thuốc cao, nhất là chủng phân lập được từ nước tiểu nên phải cần làm một kháng sinh đô để chọn ra kháng sinh thích hợp. Về ngoài ra thì bên cạnh các tác hại thì E. coli cũng có những vai trò nhất định như ngăn chặn sự tấn công của vi khuẩn xâm nhập vào đường tiêu hóa, kích thích hệ miễn dịch, sản xuất một số chất có lợi cho cơ thể như vitamin K và biotin, và nó cũng tham gia vào chuyển hóa đường. Dạ, cần trình bày của em hết ạ. Rồi, còn nhóm có bạn nào bổ sung ý kiến thêm không? Kia, các bạn chỉ cần nhớ cho cô cái khả năng gây bệnh nhé. Thì cái khả năng gây bệnh các bạn lại thiếu. Thì cái khả năng gây bệnh thiếu ở phần nào thì các bạn bổ sung cho cô nhé. Đầu tiên là cái bệnh mà phổ biến nhất của E. coli mà mình có thể thấy và bạn nói rất là đầy đủ ở chỗ. Phần thứ nhất á, là phần có lợi của E. coli. Thì E. coli nó không phải là vi khuẩn có hại không đâu cả nhà. Nó vẫn ở trong hệ vi sinh hoặc đường ruột của mình và nó cũng chiếm một cái lượng số lượng nhất định. Vậy thì ở một cái số lượng nhất định nó thì nó không có khả năng gây bệnh, nhưng nếu như ở một cái nồng độ vi khuẩn hay là cái số lượng vi khuẩn mà cao ấy thì nó mới có khả năng gây bệnh cao. Do đó thì chúng ta sẽ nhìn E. coli dưới hai góc độ. Thứ nhất đó là nó vẫn là lợi khuẩn của hệ đường ruột vì nó giúp cho mình kích thích tiêu hóa vân vân, rồi tổng hợp K đồ vân vân đấy, hồi nãy bạn có nói đấy. Thì cái đó là cái các bạn cần lưu ý, đó là nó có cái lợi. Nhưng ngoài ra thì nó sẽ có cái hại, thì cái hại này mới là cái chúng ta phải phân tích nè. Và những cái câu hỏi trắc nghiệm như kiểu là E. coli có thể gây ra bệnh gì thì các bạn phải nắm được. Thì nội dung thứ nhất đó là gây ra bệnh tiêu chảy, gọi hay còn gọi là bệnh mà mình hay bị giống như kiểu ăn cái gì vào và đau bụng ấy. Hay là nói nôm na ra bây giờ mình lấy một cái bình nước Aquafina ấy, hay là bình nước Lavi ấy, xong rồi các bạn thử test vi sinh ấy, thì trong cái test nó vẫn có E. coli, gọi là coliform, nó vẫn có E. coli. Và do đó thì cái nồng độ E. coli mà dưới mức cho phép thì vẫn được cả nhà nhé. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai thì cái bệnh tiêu chảy này sẽ gặp trong trường hợp mà chúng ta bị nhiễm bẩn thức ăn này, ngộ độc thực phẩm này, vân vân, thì E. coli nó sẽ gây ra các bạn đó. Cái thứ hai đó là bệnh viêm tiết niệu. Thì cái bệnh viêm tiết niệu này là bạn cô cần phải nói sâu hơn để cho các bạn hình dung này, nó như thế này này. Cô đã bị bệnh viêm tiết niệu một lần và do E. coli gây ra vào năm cô tầm năm thứ tư của đại học ấy. Thì cái bệnh này là bệnh như thế nào? Cái bệnh viêm tiết niệu á, thì khi mà nhiều người á, thì nghĩ là nếu như mà mình quan hệ tình dục mà kiểu mới quan hệ tình dục hoặc là với những cái bạn mà kiểu là sau sinh ấy, phụ nữ sau sinh ấy, thì dễ bị. Còn lại là các bạn bình thường mà chưa quan hệ tình dục lần nào hoặc là chưa kiểu chưa sinh đẻ thì sẽ không bị, thì cái này là nó không đúng. Mà năm cô năm thứ tư của đại học ấy thì tự nhiên là cô bị tiểu bút ấy. Sáng hôm đấy đi ngủ dậy tự nhiên là tiểu bút. Đây có vấn đề ở chỗ là không hiểu lý do vì sao mình bị, nhưng mà khi mà sau này học nghiên cứu sâu thì mình biết là nó có rất là nhiều cái lý do. Có những người là người ta sạch quá người ta cũng bị, mà người ta bẩn thì người ta cũng bị, mà cộng thêm là có những cái yếu tố mà giống như chúng ta bị nhiễm bẩn từ bên ngoài mà chúng ta không biết, chứ không phải là chỉ là lý do là những cái lý do ví dụ như ta quan hệ tình dục cũng vậy. Vì cái đường tiết niệu là đường ống tiểu, mà đường ống tiểu là ví dụ như là khi mà thay đổi thời tiết hay là giống như kiểu như chúng ta giặt những cái áo quần hay đồ lót của chúng ta mà chúng ta kiểu giặt kiểu phơi ở một số nơi mà nó nhiều bụi bẩn chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể dễ bị cái khả năng bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu này. Thì cái triệu chứng của nhiễm khuẩn đường tiết niệu là gì? Đó là tiểu bút và tiểu ra máu. Cô thì mới tiểu bút thôi chứ chưa tiểu ra máu, nhưng mà nó rất là bút. Có nghĩa là khi mà mình đi vệ sinh thì rất là bút, bút đến độ mà kiểu như là mình kiểu như mà mình không thể nào đi kiểu được luôn á, kiểu tức, rất là tức, và đau hết cái đoạn lưng lưng và bụng, đau lưng cưng kinh khủng luôn. Sau đó rồi cô không hiểu lý do vì sao thì cô đi khám, thì
Khi đi khám thì họ lấy mẫu xét nghiệm, xong rồi họ kêu là do viêm đường tiết niệu giải của ly, và cô uống kháng sinh 1-2 ngày thôi là đỡ, và cô uống kháng sinh trong vòng 10 ngày nhưng mà 1-2 ngày sau là đã đỡ rồi. Thì cái bệnh này thì xong rồi đó là con sau này thì cô lại thấy có nhiều bạn nói cô là sorry cả nhà, cô có cái điện thoại một xíu, điện thoại quan trọng này. Đấy, thì các bạn hình dung là khi mà bị cái đó thì đặc biệt là phụ nữ, hoặc là bệnh này thì cũng phổ biến ở cả các bạn nam luôn. Thì mình không có gì phải lo lắng ấy. Lúc đầu là cô rất là lo lắng, cô khủng khiếp, nghĩa là cô dù cô học nhưng mà cô cũng không biết nó cái bệnh đó là như thế nào á, kiểu như mình nghe viêm đường tiết niệu nhưng mình chưa bị bao giờ thì mình làm sao mình biết được, mà mình nghe cái tên nó ghê ghê. Đến khi mà bị thì đi khám thì cô họ cho kháng sinh xong uống uống một ngày là khỏe liền. Sau đó qua ngày thứ hai thì đỡ, xong rồi là uống theo đúng liệu trình là 10 ngày, theo đúng cái phác đồ điều trị của kháng sinh đồ là 10 ngày thì cô thấy đỡ hẳn. Thì cũng đó cũng là một cái kinh nghiệm rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng là một cái kinh nghiệm mà cho các bạn, đặc biệt là các bạn nam và các bạn nữ, thì có thể trong đời mình sẽ bị, có thể trong đời các bạn sẽ bị. Cho nên là khi mà hoặc là những người thân của mình bị thì mình cũng sẽ tư vấn họ một cách nhẹ nhàng, và mình cũng đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Có nghĩa là có những người không biết thì người ta mới nói những cái như thế, ví dụ như là họ phải quan hệ tình dục thì mới bị viêm đường tiết niệu, nói tầm bậy. Không phải, có những người người ta không quan hệ tình dục người ta vẫn bị là chuyện bình thường nhá, chứ không phải như HIV hay là cái gì đâu mà HIV thì chỉ lây qua đường này, máu nè, đường từ mẹ sang con nè, và đường quan hệ tình dục thì đôi lúc mình còn nghi cái đó được, chứ còn cái đường tiết niệu là cái chuyện rất là bình thường á, mình không có nặng nề gì cái chuyện đó hết. Đó là cái lưu ý thứ hai cho bệnh E. coli. Thì các bạn lưu ý cho cô cái viêm đường tiết niệu mà tỷ lệ do E. coli gây ra là đến 80%, ngoài ra còn một số nguyên nhân khác. Tuy nhiên theo như thống kê ở bệnh viện sau này cô đi học thì cô thấy là 80% đến 90% là những cái bạn gây ra do viêm đường tiết niệu là E. coli. Rồi tiếp theo đó là bệnh viêm đường mật. Viêm đường mật cũng là một trong những cái nhưng mà ít phổ biến hơn. Và bệnh thứ tư là rất là phổ biến, đó là nhiễm khủng huyết. Nhiễm khuẩn huyết có nghĩa là gì? Đó là tất cả các vi khuẩn đều có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết. Nhiễm khuẩn huyết là nhiễm trùng máu ấy. Người ta nói mà thô ra, nghĩa là nói cho trần trụi ra dễ hiểu ra, đó là nhiễm khuẩn máu ấy. Có nghĩa là bị nhiễm trùng máu ấy. Nhiễm trùng máu là gì? Đó là cái môi trường máu của chúng ta là môi trường vô khuẩn cả nhà. Có nghĩa là môi trường đó là môi trường không chứa vi khuẩn, không chứa một con vi khuẩn nào hết. Nếu như chúng ta xét nghiệm ra trong cái máu của chúng ta chỉ cần có một vi khuẩn thôi hay là ít vi khuẩn thôi thì nó cũng là vi khuẩn đó, chính là vi khuẩn gây bệnh. Bởi vì môi trường đó là môi trường vô trùng, vô khuẩn. Có hai cái môi trường mà các bạn lưu ý giúp cô là khi xét nghiệm ra thì có vi khuẩn thì môi trường đó thì chắc chắn là vi khuẩn đó là vi khuẩn gây bệnh, đó là dịch não tủy, và là môi trường thứ hai đó là môi trường máu. Hai cái môi trường đó là chỉ cần phát hiện vi khuẩn thôi thì đó chính là vi khuẩn gây bệnh. Còn lại thì thường thường ví dụ như là dịch mũi này, dịch hầu họng này, hay là phân nước tiểu rồi vân vân, thì tất cả những cái đó bắt buộc nó phải có vi khuẩn, có nghĩa là nó sẽ có vi khuẩn của cái vi hệ của mình, rất là nhiều loại vi khuẩn trong đó mà mình còn phải lựa ra vi khuẩn gây bệnh. Còn á là riêng máu này, dịch não tủy này, thì nó chỉ nếu như vi khuẩn nào mà nằm trong đó thì chính là vi khuẩn đó là vi khuẩn gây bệnh. Vậy thì cái nhiễm khuẩn, nhiễm trùng huyết hay là nhiễm trùng máu người ta sẽ thường sẽ hay bị trong trường hợp nào? Đó là ví dụ như cái con vi khuẩn, dù là con vi khuẩn hệ của vi hệ của mình này, nhưng mà vì một cái lý do nào đó nó có thể xâm nhập vào được vào đường máu. Ví dụ em bị tai nạn giao thông xong rồi em bị vết thương nó lớn, thì cái vi khuẩn mà thuộc vi hệ của mình hay là thuộc cái vi khuẩn ở da của mình, đơn giản là vi khuẩn mình hôm trước các bạn nói là những cái vi khuẩn ở trên da ấy, thì các bạn hình dung là chỉ cần những con vi khuẩn ở trên da đó thôi, nhưng mà khi nó xâm nhập, nó là về thuộc vi hệ của mình nhưng nó xâm nhập được vào đường máu thì nó sẽ sinh sôi và phát triển ở trong cái đường máu và nó làm cho máu bị nhiễm khuẩn. Thì khả năng mà bị nhiễm khuẩn máu, nhiễm khuẩn huyết mà khi mà mình không kịp thời để phát hiện và điều trị á, thì nếu mà mình để bệnh nhân mà kiểu bị nhiễm trùng máu lâu á, thì khả năng tử vong cực kỳ cao luôn. Có nghĩa là nhiễm trùng máu thì khả năng tử vong cao nhất. Do đó là thường thường mà bệnh nhân có dấu hiệu mà sốt cao và sốt từng hồi á, thì người ta thường thường sẽ lấy mẫu xét nghiệm là bệnh
là máu, để kịp thời và đặc biệt là lấy vào lúc mà nhiệt độ cơ thể, có nghĩa là nhiệt độ sốt rất là cao, thì lúc đó là vi khuẩn sinh sôi trong máu cao, thì lúc đó người ta mới bắt được cái vi khuẩn đó. Và do đó là thường thường mà vào bệnh viện mà cứ sốt cao là người ta hay lấy máu, là vì đó thì người ta để kiểm tra xem là có cái vi khuẩn ở trong máu hay không, và có cái bị cái khả năng bị nhiễm trùng huyết hay không đó. Thì bất kể ở cái phần lưu ý những vi khuẩn gây bệnh, mà các bạn thấy là vi khuẩn nào ra sau đây gây ra bệnh gì đó, thì cái bệnh mà nhiễm trùng máu thì các bạn nhiễm trùng huyết là các bạn, đó là bệnh mà con nào cũng bị, có nghĩa là con vi khuẩn nào cũng có khả năng gây ra bệnh đó hết. Vậy thì các bạn đó là các bạn mà rất là phổ biến đấy, nhưng mà nó lại là rất là nguy hiểm rồi. Thì cô lưu ý chỗ này cho các bạn ở chỗ nhiễm trùng huyết đấy, thì các bạn sẽ hình dung ra là chúng ta đương nhiên thì chúng ta ghi rất là gọn, nhưng mà ở chỗ phân tích thì cô sẽ phân tích kỹ hơn một chút để các bạn hình dung qua là nào là tiêu chảy này, tiết niệu này, nhiễm trùng huyết này. Thì những cái loại vi khuẩn này là những cái vi khuẩn mà rất là quan trọng. Ngoài ra thì các bạn sẽ lưu ý giúp cô thêm, đó là vi khuẩn E còn gây ra bệnh nhiễm trùng bệnh viện. Nhiễm trùng bệnh viện là gì? Có nghĩa là nó nhiễm trùng vết mổ. Ví dụ như là cái môi trường nó vì E. coli bữa nay nó kháng kháng sinh nhiều, cho nên là ví dụ như bây giờ mà em mổ vết thương, em có một cái cuộc phẫu thuật tiểu phẫu hoặc đại phẫu chẳng hạn, và ở bệnh viện đấy, thì khi mà mình bị nhiễm trùng bệnh viện chẳng hạn, thì cái vi khuẩn E. coli này nó sẽ xâm nhập, nó sẽ xâm nhập vào vết thương đấy, và gây ra nhiễm trùng, thì nó cũng là một trong những cái yếu tố gây ra bệnh nhiễm trùng bệnh viện. Bây giờ chúng ta đến với nhóm thứ hai, đó là trực khuẩn lỵ. Trực khuẩn lỵ. Dạ. Dạ thưa cô, là nhóm 2 là tụi em làm về trực khuẩn lỵ, là hỏi thuộc họ trực khuẩn đường ruột. Đúng rồi. Dạ, nhóm là có 6 bạn. Là có bạn là em, bạn Đạt, Trung Đạt, bạn Hoàng Đô, Diễm Hà, bạn Thi Dương, bạn Diễm Hà, bạn Hiền. Rồi, ok, bây giờ nhóm đại diện, cử đại diện ra trình bày cho cô nhé. Dạ, em xin đại diện nhóm trình bày phần trực khuẩn lỵ. Là trực khuẩn lỵ là thuộc họ trực khuẩn đường ruột, có tên khoa học là Shigella, và có hình dạng là trực khuẩn mảnh gram âm, và gram âm không có vỏ và không sinh nha bào. Về tính chất sinh học, sinh vật hóa học đặc trưng thì là Shigella lên mang glucose, không, hầu hết không sinh hơi, không lên mang lactose trừ Shigella sunei. Thì Shigella là được chia thành 4 nhóm. Nhóm A là Shigella dysenteriae, nhóm B là Fresnelli, nhóm C là Shigella body, nhóm D là Shigella sunei. Về tính chất nuôi cái thì là Shigella là dễ nuôi cái, hiếu kỵ khí, tùy tiện, phát triển tốt trong điều kiện hiếu khí. Về khả năng gây bệnh là Shigella là tác nhân gây bệnh lỵ trực khuẩn là chỉ có người và khỉ là mắc bệnh này, và ở nước ta là rất là hay gặp bệnh lỵ. Về cơ chế gây bệnh là vi khuẩn là theo đường nước uống vào đường tiêu hóa, cũng có thể là lây trực tiếp do bàn tay bẩn. Là chỉ cần từ 10-12 đến 10-13 là vi khuẩn là có thể gây bệnh. Là Shigella gây tổn thương đại tràng là nhờ vào khả năng xâm nhập và nội độc tố, vi khuẩn bám rồi xâm nhập vào niêm mạc đại tràng, chúng nhân lên nhanh chóng trong lớp niêm mạc, và vi khuẩn chết giải phóng ra nội độc tố gây sung huyết, xuất tiết, tạo thành những ổ lết và mảng hoại tử. Là bệnh lỵ trực khuẩn là thường cấp tính, là một tỷ lệ nhỏ trở thành mãn tính. Những bệnh nhân thỉnh thoảng lại bị bệnh tiêu chảy và thường xuyên thải vi khuẩn ra ngoài thêm phân. Thì ở nước ta là có một số bệnh như là bệnh ở tại ruột thì là có gây chảy máu, hoại tử ruột, viêm phúc mạc, lồng ruột là xa trực tràng, còn toàn thân thì là gây co giật, sốt cao, nhiễm độc thần kinh, trị tim mạch, viêm tắc động tĩnh mạch, có hội chứng tan máu, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, suy thận. Về phần tiếp theo là phần chẩn đoán. Và chẩn đoán thì là có hai loại chẩn đoán, là chẩn đoán trực tiếp là nội soi trực tiếp và cái phân, còn chẩn đoán gián tiếp là phản
làm sử dụng phản ứng huyết thanh, nhưng mà phản ứng huyết thanh rất ít được sử dụng vì tính kết quả chậm và tính chất đặc hiệu không cao. Về tiếp theo là về phòng bệnh và điều trị thì phòng bệnh là thực hiện các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu như là vệ sinh ăn uống, sử dụng nước sạch, quản lý xử lý phân diệt ruồi, chuẩn đoán sớm và cách ly bệnh nhân. Hiện nay là ở nước ta là chưa có vaccine phòng bệnh diệt trực khuẩn, nhưng mà đã có một số kháng sinh như là kháng sinh của nhóm beta lactam như amoxicillin, ampicillin và các cephalosporin hiện nay vẫn còn được sử dụng. Nhưng mà tuy nhiên là hiệu quả của các nhóm đó là không bằng nhóm quinolone. Nhóm quinolone thế hệ mới là thuốc kháng sinh cho bạn gây bệnh lỵ. Dạ, xin hết phần trình bày của nhóm em xin hết. Rồi, ok. Bây giờ mà khi mà nhóm trình bày bệnh lỵ á, thì cô cũng lưu ý giống như cái nhóm Trang thì các bạn trình bày khá là đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì cô muốn tập trung, cô nghĩa là để cho các bạn dễ nhớ thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô là nó thuộc hệ trực khuẩn đường ruột rồi. Có nghĩa là trực khuẩn đường ruột rồi. Đặc biệt là tên khoa học của nó là Shigella đúng không? Sau rồi đến cái hình dạng là trực khuẩn mảnh gram âm, những cái này là bắt buộc nè. Rồi từ tính chất sinh vật hóa học ấy, thì nó cũng giống cái thằng Jay, nó cũng lây men nhiều loại đường đó mọi người. Nó cũng y chang nhau luôn, nó cũng lây men bởi vì nó cùng nhóm với nhau cho nên nó lây men y nhau. Nhá. Nó lây men y nhau. Nhưng mà có một cái là nó khó ở đây á, đó là nó khác ở đây, đó là cái khả năng gây bệnh. Cái khả năng gây bệnh là cái mình cần phải tập trung nhiều vào để mà có cái sự khác nhau. Cái hình dạng của con lỵ và cái con E. coli nó cũng khác nhau. E. coli á là trực khuẩn gram âm, thì cái thằng này cũng trực khuẩn gram âm, nhưng E. coli là mập, còn thằng này là mảnh. Có nghĩa một thằng ốm một thằng gầy á, nó y chang nhau, rồi nó cũng là hệ trực khuẩn đường ruột luôn. Có nghĩa là nó cũng là vi khuẩn gây bệnh đường ruột luôn, họ trực khuẩn đường ruột luôn, nhưng mà nó là một con là ngắn mập, còn một con là dài mảnh hơn đấy. Rồi nhưng mà cô đi muốn phân tích kỹ vào cái chỗ khả năng gây bệnh này nè. Vậy thì theo cái tên của nó thôi là mình đã hình dung ra cái bệnh rồi. Nghe bệnh kiết lỵ là biết, nghe bệnh lỵ là biết nó như thế nào đúng không? Nghĩa là mình cảm giác được luôn. Thì cô hình dung đó các bạn là cái bệnh lỵ á, là lúc mà cô học cái bài lỵ này ở trường á, thì thầy cô mới giải thích cái căn nguyên cũng như là cái đại dịch. Nó cũng là một cái đại dịch, dịch ở Việt Nam mình và những cái năm mà năm khoảng năm 90 á, tám mấy 90 á, là năm đó là cô mới được 1-2 tuổi thôi đấy. Thì thầy mới kể một cái câu chuyện, đó là cô kể lại câu chuyện của thầy thôi nhé, chứ đây là câu chuyện của cô. Nhưng mà để các bạn hình dung ra, đó là tại vì hồi xưa là mình uống nước giếng á cả nhà, mình uống nước giếng và mình uống nước sông, chứ mình không có được uống nước máy như bây giờ, mình cũng không xử lý nước như bây giờ. Do đó cái lỵ hay là bệnh lỵ này nó hoành hành rất là khủng khiếp. Và nếu như các bạn vô tình mà lên trên mạng và các bạn xem nhiều cái video á, thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái video nó mô phỏng về cái truyền thuyết của bệnh lỵ này rất là hay và rất là sinh động và dễ hiểu. Đó là thường thường thì trước đây là người ta bị bệnh, người ta đi phân á, thì người ta đi theo dòng sông á, gọi là anh ở đầu sông em cuối sông á, là tự hình dung ra rồi. Có nghĩa là hắn đến nỗi mà mình sẽ không có nhà xí, rồi mình lại dùng nước sông, mình dùng nước giếng. Thì các bạn hình dung là đây là một trong những cái lý do tại sao làm cho cái bệnh, những cái bệnh liên quan đến đường phân biệt nó phát tán rất là kinh khủng. Thì ở một cái đơn vị, ở một cái khu vực nào đó mà nó bị bệnh lỵ á, thì mọi người ta sẽ cách ly tập trung. Người ta sẽ cách ly tập trung, đó là người ta sẽ có một cái nhà số xí riêng ở cho cái bệnh viện đó luôn. Thì lúc mà cô dạy là thầy của cô là dạy, thầy của cô là thầy Phụng, thì dạy ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thì thầy dạy cho cô cái bài này thì thầy nói là những người mà bị cái bệnh này á, là họ kiểu họ bị đau bụng á, đau bụng như kiểu là họ rất là muốn đi vệ sinh nhưng mà họ không đi được. Có nghĩa là họ không đi được và họ ngồi hàng tiếng đồng hồ ở trong đó mà làm cho cơ thể của họ rất là mệt mỏi và suy kiệt á, kiểu như thế. Nhưng mà khi đi được rồi á thì khi mà đi ra được rồi á, thì em hình dung là người ta cách ly hết những cái bệnh nhân vào trong một cái khu vực á,
người ta cứ đẩy hết toàn bộ những bệnh nhân mà đang đang điều trị bệnh bệnh lý vào một cái nơi luôn, để cho kiểu để không để người nó ở ngoài á, vì sợ lây ra cho người khác nữa. Thì vì tay chân của họ này, lúc họ đi vệ sinh xong họ ăn uống này vân 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 rất là nhiều thứ nữa, cho nên là họ sẽ cách ly ở một khu. Thì trong cái khu đó người ta sẽ làm những cái hố xí riêng, mà thầy kêu là đến cái độ mà kiểu người ở trong á là muốn, người ở trong á thì muốn đi cho xong á, còn người ở ngoài á thì muốn đi vô, mà người ở trong á thì muốn đi ra nhưng mà không được á. Thì cái cảm giác rất là kinh khủng. Thì khi mà lúc mà nước nó, khi mà đã xong xuôi để đi được rồi á, thì phải yêu cầu là lấy phân tươi. Cả nhà hình dung là lấy phân tươi. Lấy phân tươi là lấy phân gì, là vừa xong còn nóng ấy, phân vừa ra xong còn nóng ấy, là phải phải đem đi xét nghiệm liền. Tại vì con lị này mà để ở ngoài môi trường không khí thì nó sẽ bị ấy liền, nó sẽ bị cháy liền. Do đó là phải lấy phân tươi để soi liền luôn, và soi lên thì và sau đó nuôi cấy thì chúng ta mới phát hiện ra, và chúng ta sẽ làm khám sinh đồ để điều trị. Vậy thì cái bệnh lị này á thì nói nôm na ra nó cũng là một bệnh đường ruột, nhưng mà bây giờ thì hết đơn giản, chỉ vì bây giờ thì chúng ta sẽ có hố xí riêng, bây giờ chúng ta không dùng nước máy nữa. Còn trước đây thì nó lại là một cái đại dịch, nó cũng là một cái dịch rất là nặng luôn đấy, cũng tương tự như những cái loại dịch khác. Thì đây là cái mà cô miêu tả. Thì các bạn lưu ý những cái triệu chứng về của bệnh lị: đau bụng, đau quặn, mà mình muốn đi nhưng mà không đi được, kiểu như thế. Rồi, ok, tiếp cả nhà. Nhóm thứ ba. Dạ cô ơi, cô mở tính năng cho em xem màn hình với ạ. À, được xe mà. À, em thử xe thử. Chứ cô đâu có. Em thử xe được không? Dạ em đang mở lại. Dạ cô thấy chứ cô? Rồi, cô thấy rồi, đẹp quá. Rồi, soạn luôn, đầu tư công phu quá nha. Dạ thưa cô, là nhóm em trình bày về trực khuẩn thương thương hà. Nhóm em có Dạ bao nhiêu bạn? thưa cô, là có 6 bạn, là gồm có Ngọc Huyền, Thanh Hương, Quang Khải, Nguyên Khoa, Hiếu Kiên, Thanh Lan, Thị Rồi, Lan. 6 bạn. 7 bạn luôn hả em? Dạ 6 ạ. Rồi, ok em. Nào em trình bày đi. Dạ thưa cô, là trực khuẩn thương hàn có tên khoa học là Salmonella typhi, hình dạng là trực khuẩn gram âm, nhiều lông mọc xung quanh thân, di động không sinh nha bào. Tính chất tính chất hóa học đặc trưng là lên men glucosa, không lên men lactosa, thường sinh hơi, oxidase trừ satellite cộng, H2S cộng, ure trừ, citrate trừ. Salmonella có 3 nhóm kháng nguyên, là gồm có oxyhydrokali, kháng nguyên kali có ở Salmonella typhi. Tính chất nuôi cấy là hiếu kỵ khí tùy tiện, dễ nuôi cấy nên là phát triển trong môi trường nuôi cấy thông thường. Đây là vi khuẩn có sức đề kháng cao, sống dai, sống trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 55 độ C. Ở ngoài môi trường nó có thể tồn tại cả tháng. Dạ, phần tiếp theo bạn Hương trình bày. Nghe bạn Hương này. Dạ, về khả năng gây bệnh của vi khuẩn này thì nó sẽ chia ra được 3 loại. Loại thứ nhất đó là chỉ gây bệnh cho người, loại thứ hai là chỉ gây bệnh cho động vật, và loại thứ ba là vừa gây bệnh cho người vừa gây bệnh cho động vật. Loại gây bệnh cho người thì đó là STFI, đó là loại quan trọng nhất, sau đó đến S paratyphi A, và cuối cùng là gây bệnh và S paratyphi B. Loại vi khuẩn này thì chủ yếu gây bệnh cho người. Rồi tiếp theo đó là đến loại gây bệnh, loại vừa gây bệnh cho người vừa gây bệnh cho động vật, đó là STFI Multium và S Enteritidae. S. paratyphi C thì là vừa gây thương hàn, vừa gây viêm dạ dày ruột và nhiễm khuẩn huyết.
Còn Escholeriasis thì là thường gặp ở loại này thì thường gặp ở nước ta. Các triệu chứng của bệnh thương hàn đó là khi vào cơ thể người thì nó sẽ ủ bệnh từ 10 đến 48 tiếng. Sau đó bệnh nhân sẽ có những biểu hiện như là sốt, nôn, ỉ chảy. Ở người lớn rối loạn tiêu hóa thì từ 2 đến 5 ngày và sau đó sẽ tự khỏi. Còn một số ít thì trở thành người lành mang vi khuẩn và kéo dài đến nhiều tháng. Một số loài gây nhiễm độc ở người lớn có thể gây ra tình trạng nặng ở trẻ nhỏ và sơ sinh, ví dụ như là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm xương. Và sau đây chúng ta sẽ đến phần phòng và điều trị bệnh. Để phòng ngừa bệnh thương hàn hiệu quả thì chúng ta cần phải kiểm tra kỹ nguồn nước trước khi sử dụng. Thực phẩm hàng ngày phải luôn tươi mới, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và trên hết là đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn. Người dân nên tiêm vaccine phòng bệnh thương hàn. Vaccine thương hàn là có hiệu quả bảo vệ tốt nhất là vaccine vi polysaccharide dạng tiêm, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, xử lý phân rác triệt để, hợp vệ sinh, sử dụng nhà vệ sinh hợp lý, tạo tập quán đi vệ sinh đúng nơi quy định, không sử dụng phân tươi để bón cho cây trồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Chúng ta phải thực hành ăn chín uống sôi và phòng chống ruồi. Và sau đây là nguyên tắc điều trị. Chúng ta phải lựa chọn kháng sinh thích hợp, tốt nhất là theo kháng sinh đồ. Tuy nhiên thì hiện nay ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới đã xuất hiện ra vi khuẩn thương hàn kháng với nhiều loại kháng sinh trước đây đã thường dùng để điều trị như là chloramphenicol, ampicillin, cochimisazone và trực khuẩn thương hàn còn nhạy cảm với các kháng sinh thuộc nhóm fluoroquinolone và cephalosporin thế hệ thứ ba. Và điều trị hỗ trợ như là hạ sốt khi nhiệt độ lớn hơn 38,5 độ C, bù nước và chất điện giải, chăm sóc tốt và dinh dưỡng đầy đủ, chú ý nên ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, đủ calorie và không hạn chế ăn uống, phòng ngừa và phát hiện điều trị bệnh kịp thời các biến chứng. Dạ, nhóm em trình bày đến đây là xong, cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi cô cảm ơn em tên gì? Dạ em tên Trần Nguyễn Thanh Hương. Trần Thanh Hương, giọng hay quá nha. Giọng mà sau này làm giảng viên hoặc là giáo viên cũng hợp lắm, giọng rất là hay. Bạn trình bày rất là chi tiết và nhóm cũng có một cái sự chu đáo, có nghĩa là ngoài cái yêu cầu của cô đưa ra thì bạn đã chuẩn bị một cái bài tốt. Thực sự là cái bài này như thế này thì là quá chi tiết. Tuy nhiên cũng như cô đã nói đó là các bạn cố gắng làm sao mà mình làm sao để mà sau 6 năm ra trường, đây là mình mới học năm 2 đúng không, sau 6 năm ra trường mình còn nhớ con E. coli là gây ra bệnh gì, con lị gây ra bệnh gì, con tả gây ra bệnh gì, mình nhớ được cái đó là cái tốt nhất. Đấy, cái đó là cái tốt nhất, cho nên bây giờ mình cứ học, còn tới đó nó tới nhớ được bao nhiêu thì nhớ, nhưng mà cố gắng là cô động cái kiến thức nhé. Về vi khuẩn thương hàn thì cô nói là trong ba loại vi khuẩn mà chúng ta nãy giờ chúng ta học thì cái vi khuẩn thương hàn và vi khuẩn E. coli là hai vi khuẩn mà bây giờ nó vẫn có tỷ lệ bệnh cực kỳ cao. Có nghĩa là bình thường là ngày nào cô xét nghiệm, hồi xưa cô xét nghiệm ở bên Bạch Mai hay là bên Sinh Môn, ngày nào chả có thương hàn, ngày nào chả có E. coli. Có nghĩa là cái tỷ lệ tần suất gặp bệnh của nó rất cao. Kích lỵ thì bệnh lỵ hồi nãy thì ít hơn nhưng mà vẫn có, nhưng mà cái thương hàn này nhiều lắm. Và nó vẫn chưa hết, dù mình có tiêm vaccine nó vẫn chưa hết, bởi vì do cái thói quen ăn uống rồi do cái môi trường xung quanh. Với lại có một cái lý do mà hồi nãy bạn nói em kéo xuống ở chỗ cái người lành mang bệnh, cái người lành mang bệnh đấy, thì cái khả năng mà cái triệu chứng của nó, có nghĩa là một số ít thì nó sẽ trở thành người lành mang bệnh. Thì cái người lành mang bệnh này là gì, các bạn hình dung giống như bây giờ có người lành mang bệnh thì cái người này họ họ cũng bị rối loạn tiêu hóa này, họ cũng có nôn mửa tiêu chảy, nhưng mà đó là giai đoạn đầu thôi, sau đó rồi họ chuyển qua thành người lành mang bệnh. Thì cái người lành mang bệnh này như Covid chứ các bạn, các bạn có tiêm vaccine hai mũi, các bạn bị nhiễm Covid các bạn cũng cảm giác như không có chuyện gì xảy ra kiểu như thế, và các bạn lại là người đi lây những cái lây nhiễm cho người khác, thì những người khác nó mới có biểu hiện bệnh, còn các bạn không có biểu hiện bệnh nhất. Thì cái này nó nguy hiểm ở chỗ đấy, nó là người lành mang vi khuẩn. Thì ví dụ giả sử một cái bà bán bún bò Huế buổi sáng đi, bà bị nhiễm thương hàn chẳng hạn, bị cũng thương hàn đúng không, thì xong rồi là bà bán bún bò Huế, thế thì tay bà không sạch chẳng hạn, thì những cái người mà ăn bún bò Huế hay là những người mà ăn bún buổi sáng nó sẽ bị lây nhiễm, nó sẽ bị lây nhiễm. Nhưng mà những người đó thì
mới bị hiện bạn, chứ còn cái người chủ người 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 mà người làm văn bản nó không bị. Vậy thì cái trường hợp mà vi khuẩn mà nó ở dưới dạng hình thức người làm văn bản này rất là nguy hiểm và khả năng gây ra dịch bệnh vẫn rất là cao. Một số loài gây nhiễm độc cho người và có thể gây ra tình trạng nặng ở trẻ sơ sinh. Đấy, nhiễm khuẩn huyết là khi nào cũng có này, tổn thương màng não, viêm xương. Đấy, thì về phòng và điều trị bệnh thì vẫn là chúng ta sẽ quay lại với những cái vấn đề rất là cơ bản và thiết yếu đối với các bạn đường ruột, đó là chúng ta phải ăn chín uống sôi, đặc biệt là không ăn tiết canh này, không ăn rau sống nếu mà chúng ta không đảm bảo, không khe được, nghĩa là chúng ta không đảm bảo, chúng ta không xua được cái điều đó là chúng ta, nó liên quan đến cái việc đó là chúng ta phải rửa tay sạch sẽ, chúng ta phải rửa cái rau của chúng ta đảm bảo như gì, như rửa nước muối hay là như thế này thế kia, thì chúng ta, đó là điều các bạn cần phải lưu ý, đó là chúng ta phải đảm bảo được những cái yếu tố trước khi chúng ta ăn. Và quan trọng hơn hết đó là cái thực phẩm mà đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn hay ăn ngoài, các bạn cần phải vào những cái quán ăn mà các bạn nhìn cái cách người ta chế biến, người ta nấu nướng ấy, thì các bạn xem cái món đó nó sạch hay không, là các bạn nhìn qua là các bạn biết liền luôn. Ví dụ như các bạn nhìn vào cái ly hay nhìn vào cái tô hay nhìn vào cái đũa người ta rửa, cái muỗng người ta rửa, thì các bạn sẽ đánh giá quán đó là sạch hay bẩn. Thì có thể những cái món sạch nó không phải là ngon lắm, nhưng mà nó sẽ là nơi đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm cho mình hơn là những cái quán mà nó ngon nhưng mà nó rất là bẩn. Ví dụ như cô đi ăn và một lần cô mượn cái kéo của họ chẳng hạn, mượn cái kéo thì nhìn vào cái kéo thì cô biết là cái quán này nó sạch hay nó bẩn. Thì có nhiều cái quán là cái kéo là họ không bao giờ biết rửa, biết rửa cái kéo là gì á, người ta cứ để đó người ta cắt thôi chứ người ta không bao giờ rửa. Thì để từ ngày này qua ngày kia thì mình ăn vô mình đau bụng. Thì cũng hai cùng hai đứa bạn đứa đi ăn ốc như nhau đúng không, nhưng mà đứa thì về là xong rồi là như thế nào, là đau bụng, nhưng mà đứa thì không đau, thì nó cơ bản nó lại như đứa đó. Ủa tại sao mày cũng đi ăn với tao mà tao về tao đau bụng, tao chạy tao tháo trượt mà tại sao mình lại không bị? Thì có nhiều bạn mới nói là do đi xấu bụng quá, tao tốt bụng, mình xấu bụng nghĩa người có lòng dạ không được tốt với em, kiểu như thế. Nhưng mà thật ra nó không phải, là nó liên quan đến cái đường ăn ở của mình, không quan đến cái đường gọi là mấy đứa bảo là liên quan đến ăn ở, mà nó liên quan đến cái hệ tiêu hóa của mình nó yếu. Và do đó cái việc mà mình cần phải giữ gìn và đảm bảo, giống như nhà cô có ba chị em, nhưng mà cô thì ăn thì không sao hết, nhưng mà con em cô là ví dụ như đang nó ăn bún với ăn mì thôi mà nó không tiêu, chỉ cần bún bình thường thôi mà nó cũng không tiêu hóa được, nghĩa là nó sẽ kiểu tức bụng á, mà không tiêu á, người ta gọi là bị thương thực á. Hay phải mua thuốc để mà uống để mà tiêu hóa được cái thức ăn đó. Thì đấy, có những người là như thế, nhưng có những người là ăn mà không bị làm sao hết. Như cô thấy bạn cô nó ăn là ví dụ một hồi xưa cô học ở Huế ăn hai tô bún hén. Bún hén ở Huế các bạn, hai tô bún hén. Ăn thêm mà uống thêm, ăn thêm một ly chè bắp và hai ly sữa đậu nành. Nhưng mà vẫn không sao hết. Đấy. Cô mà ăn đó thì chắc cô không biết đi đâu, nó rất là mệt, kiểu mệt bụng mình á, mà mình sẽ có thể là kiểu ăn xong mà kiểu cảm thấy trong người nó nao nao, nó khó chịu luôn. Đấy, thì thường thường mà mình ăn vô mình cảm thấy đồ ăn nó không được đảm bảo là bụng mình nó sẽ hơi đau, và có những trường hợp nó sẽ tiêu chảy ra luôn. Đó, thì thường thường có nhiều bạn là đi đâu cũng cầm thêm hộp bạc bê riêng ấy, thì các bạn cũng lưu ý những cái trường hợp này nhá. Rồi, cô cảm ơn nhóm làm tốt lắm. Nhóm tiếp theo nào là phải khuẩn tả. Nhóm nào là làm chịu trách nhiệm cho con phải khuẩn tả nào cả nhà? Là nhỏ dạ. Em qua cho bạn sẽ rồi các bạn trình bày đi nào. Rồi, làm slide luôn, giỏi quá. Dạ, em chào cô ạ. Sau đấy, nhóm em xin trình bày phần phải khuẩn tả. Nhóm em gồm có 6 bà là Hiểu Linh, Khánh Linh, Á Linh, Diều Linh, Hà Mỹ và Ngọc Mỹ ạ. Phải khuẩn tả có tên khoa học là Viro
Cholera. Nhóm vi khuẩn tạo được chia thành nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào kháng nguyên của chúng, bao gồm Vibrio cholera O1. Đây là nhóm vi khuẩn có khả năng sản xuất ra độc tố đường ruột và gây nên bệnh dịch tả. Vi khuẩn Vibrio cholera O139 chúng gây ra bệnh tả nhờ vào độc tố ruột và kháng nguyên điều hòa độc tố TCP. Vi khuẩn Vibrio cholera không phải 01 và không phải 0139 là những vi khuẩn thuộc nhóm huyết thanh từ 02 đến 0138. Những vi khuẩn thuộc nhóm này thì không có khả năng gây bệnh dịch tả mặc dù chúng vẫn có khả năng gây bệnh đường ruột cấp tính. Về hình dạng của phễ khuẩn tả là vi khuẩn tả có hình dạng quá ngắn, hơi cong hình cung hay hoặc là hình dấu phễ gram ấm, rất di động nhờ một số lõng ở đầu, không có vỏ và không sinh nha bao. Về tính chất sinh vật hóa học đặc trưng, nhóm vi khuẩn tả có oxidase, lên man không sinh, hơi glucose, saccharose, đề man niton, maltose và không lên man arabinose, phản ứng indole dương tính, phản ứng Bogas Proscal ấm tính đối với sinh tiếp cổ điển và dương tính đối với sinh tiếp aton. Về tính chất nuôi cấy, vi khuẩn tả rất hiếu khí, mọc được trên các môi trường dinh dưỡng thấp, dinh dưỡng thường và pH kiêm, thường dùng nước Pepton pH 8.5, môi trường TTC pH pH 8.6, TTGA pH 8.5 để nuôi cấy phân lập vi khuẩn tả. Phần tiếp theo xin mời bạn Khánh Linh trình bày ạ. Em thưa cô là về phần tiếp theo đó là khả năng gây bệnh tả đó là trong điều kiện tự nhiên bình thường thì vi cholera chỉ gây bệnh tả cho người và bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng nhiễm độc cấp tính lại có khả năng lây lan rất là mạnh và có thể thành một đại dịch lớn. Thời gian ủ bệnh thì khoảng là từ 2 đến 5 ngày, dấu hiệu đặc trưng là thời kỳ toàn phát của bệnh là tiêu chảy và nôn mửa, phấn lỏng và trắng như nước vó gạo. Bệnh nhân thường có các triệu chứng là mất nước, mất muối rất nhanh và có thể mất 1 lít nước trong 1 giờ và do đó thì chỉ cần vài giờ là xuất hiện hội chứng mất nước cấp tính và làm cho toàn thân của bệnh nhân sút đi rất là nhanh ạ. Nếu mà không được điều trị thì tỷ lệ gây tử vong rất là cao, là từ 50 đến 60%. Về lâm sàng bệnh tả thì có nhiều biểu hiện khác hơn nhưng mà có thể là từ nhẹ đến nặng và với hội chứng tả điển hình. Về phòng và chữa bệnh thì hiện nay thì đã có vaccine phòng và chữa bệnh tả, đó là ở Việt Nam thì đã sử dụng vaccine dạng uống, đó là MORCVAX, là vaccine được điều chế từ chủng vi khuẩn tả 01, gồm tuýp sinh học cổ điển là EITUR và chủng vi khuẩn 0139. Và vaccine này thì được chỉ định là để phòng bệnh tả cho trẻ em trên 2 tuổi và người lớn sống trong vùng dịch tả lưu hành. Hiệu quả của vaccine thì xuất hiện 8 ngày sau khi uống một liều duy nhất và cho nên là có thể uống một liều khi dịch bắt đầu bùng nổ. Và vẫn có thể có một dạng vaccine khác đó là tiêm vaccine, nhưng mà cái loại vaccine này thì có nhiều tác dụng phụ và không được khuyến cáo khi có một loại thuốc chủng ngừa uống ạ. Để tránh lây lan trong cộng đồng thì cần có một số biện pháp lưu ý, đó là rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn hải sản tươi sống, không uống nước lã. Rau xanh và trái cây thì nên được ngâm và rửa sạch trước khi ăn, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, khử trùng nguồn nước sinh hoạt bằng các hóa chất như là clo đi vệ sinh đúng nơi quy định ạ.
Và có một số biện pháp nữa là xử lý và quản lý phân chất thải bệnh nhân theo đúng quy định. Và phân chất thải của bệnh nhân thì phải được xử lý đúng chỗ, chứ không được thải ra bừa bãi. Và đều phải được khử trùng bằng chloramin B và vôi bột. Quần áo, đồ dùng của bệnh nhân thì cần phải khử khuẩn bằng giá vén. Và mọi người thì cần phải nâng cao ý thức phòng bệnh bằng cách tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết về bệnh tả, cách phòng chống để cho mọi người cùng biết, và đeo găng tay khi sử dụng phấn và các chất thải của bệnh nhân, và phải rửa tay bằng xà phòng ngay khi xử lý. Và nếu có nhiều người mắc bệnh thì phải báo cáo ngay cho địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời ạ. Là phiên thuyết trình của nhóm em xin hết ạ. Cô chưa bật mic à, vậy à, cô cảm ơn nhóm bạn của nhóm cho cô hỏi một câu nhé, nhóm trả lời giúp cô nhé, đó là vi khuẩn tả có thuộc họ vi khuẩn đường ruột không? Có nghĩa là vi khuẩn tả có thuộc họ trực khuẩn đường ruột không? Đấy. Các bạn cứ suy nghĩ thử xem và trả lời giúp cô. Có nghĩa là chúng ta sẽ ví dụ E. coli thì là thuộc họ trực khuẩn đường ruột này, trực khuẩn lỵ này, thương hàn này, là ba con vừa rồi mà chúng ta trình bày là thuộc họ trực khuẩn đường ruột. Vậy thì tả có nằm trong cái họ trực khuẩn đường ruột này hay không? Đấy, đấy là câu hỏi của cô. Các bạn à, em nói là em xin trả lời là có, vì là vi khuẩn tả có khả năng sản xuất là độc tố ở trong đường ruột ạ, và gây nên các bệnh như là đường ruột cấp tính, nên là em nghĩ là nó sẽ thuộc vào nhóm đó. Rồi à, ở trong nhóm có bạn nào có ý kiến khác không? Có bạn nào có ý kiến khác không? Không có ai có ý kiến hết đúng không? À, thì cô sẽ giảng giải thích chỗ này cho các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ quay về một chút ở chỗ trực khuẩn đường ruột. Thì chúng ta sẽ coi này, ba cái con vi khuẩn ở phía trên là họ trực khuẩn đường ruột, riêng cái con tả này á thì nó không thuộc họ trực khuẩn đường ruột. Vậy chúng ta sẽ tại sao lại giải tại sao là nó lại không được thuộc họ trực khuẩn đường ruột? Thì các bạn lưu ý giúp cô là ở cái con vi khuẩn phải tả này nó có một cái tính chất mà nó bị liệt ra khỏi họ trực khuẩn đường ruột, đó là cái oxidase, có là tính chất sinh vật hóa học đặc trưng của nó. Thì cái oxidase của nó thì là âm dương tính, trong khi cái oxidase của E. coli, trực khuẩn lỵ và thương hàn là âm tính, trong khi là tả là dương tính. Và do đó một cái tính chất này mà trên cái bảng phân loại của họ trực khuẩn đường ruột á, thì vi khuẩn tả này nó bị đẩy ra. Vậy do đó cô sẽ cho các bạn lưu ý một cái lưu ý, đó là ví dụ sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm như thế này, đó là vi khuẩn nào sau đây không thuộc họ trực khuẩn đường ruột, tả này, lỵ này, thương hàn này, E. coli, thì mình cũng biết đó là tả, đó là vi khuẩn không thuộc họ trực khuẩn đường ruột, vì lý do đó là oxidase của nó là dương tính, trong khi những cái còn lại là âm tính. Vậy thì các bạn mới hỏi, ủa tại sao nào, vì cái oxidase của nó âm tính thôi mà người ta dương tính thôi mà người ta có thể loại nó ra khỏi, thì đây là người ta phụ thuộc vào cái bảng phân loại ấy, mình không biết. Có nghĩa là họ dựa trên cái oxidase nó để người ta tách nó ra khỏi, trong khi cái triệu chứng của nó là gây về bệnh đường ruột, và những cái độc tố của nó liên quan đến đường ruột, nó vẫn là trực khuẩn, nó tất gần như là người ta muốn xếp vào chung đấy, nhưng mà vì cái tính chất là nó oxidase của nó là dương tính, trong khi á, những cái họ trực khuẩn đường ruột thì oxidase của nó là âm tính, nói chung một cái tính chất, em hiểu ý không? Đấy, do đó là người ta sẽ đưa cái con phải khuẩn tả này ra riêng. Vậy đây là một cái câu hỏi chắc chắn sẽ có trong nội dung thi của chúng ta, đó là vi khuẩn nào sau đây không thuộc họ trực khuẩn đường ruột, nào là E. coli, nào là lỵ tả. Đấy, thì các bạn lưu ý giúp cô nhé. Rồi, thế hệ tiếp theo nữa thì cái bệnh tả này là các bạn là cũng là vi khuẩn mà phổ biến, nói chung là cực kỳ phổ biến và bây giờ vẫn còn, các bạn đừng có nghĩ là bây giờ hết, bây giờ mà ở vùng nông thôn vẫn còn bệnh tả này nhiều lắm. Rồi cái bệnh tả này thì người ta sẽ chữa triệu chứng như người ta thì bù nước, bù khoáng vân vân. Thì nếu như mà
ngược dòng lịch sử để trở về những cái năm trước đó, thì cái bệnh này là cái bệnh mà người ta phải khoan một cái giường đó. Có nghĩa là người ta sẽ có một cái giường bệnh mà nó sẽ có một cái lỗ ngay cái chỗ hậu môn để người ta đi luôn á, người ta không có sức để mà đi đến phòng vệ sinh đâu, mà người ta ngầm lên giường người ta đi luôn á. Thì đấy chính là bệnh tả đấy cả nhà. Đấy, bệnh thì như là bệnh lỵ thì đi, muốn đi không đi được, còn bệnh thì ngồi im một chỗ là đi thôi, không cần nói nhiều luôn. Đấy, thì đây là nghe cái bệnh, nghe cái tay bạn thì chúng ta có thể hình dung được. Và nội dung của nhóm mình chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chỉnh chu, rất là tốt. Cô cảm ơn nhóm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến câu vi khuẩn tiếp theo, đó là vi khuẩn mũ xanh. Và vi khuẩn mũ xanh chúng ta sẽ học tới vi khuẩn HD thôi, còn vi khuẩn lao thì hôm sau cô Thăng sẽ dạy nhé. Vi khuẩn lao thì hôm sau cô Thăng sẽ dạy, cô quay mất cô mà dạy luôn thì hôm sau cô Thăng lại kiện cô vì nội dung cô lao là cô Thăng dạy rồi, cho nên cái nhóm mà chuẩn bị vi khuẩn lao thì được nghỉ ngơi rồi. Bây giờ đến trực khuẩn mũ xanh, chúng ta sẽ học ba con này luôn, chúng ta không cần nghỉ dạy lao và chúng ta học để chúng ta nghỉ luôn nhé, chúng ta khỏi cần phải nghỉ dạy lao. Rồi, tiếp trực khuẩn mũ xanh. À, các bạn có cái câu hỏi thắc mắc gì thì các bạn cứ hỏi nhé, cô sẽ giải đáp. Hoặc là sau cái buổi học trực tiếp như này thì cũng nghe thông tin là chúng ta chắc cũng sẽ đi học lại, chắc là đầu tháng 12 chúng ta sẽ đi học lại trực tiếp. Nhưng mà cô vẫn rất là lo, cả nhà biết cô lo gì không? Cô thấy tháng 12 nếu mà đi học được nhé, thì chúng ta cũng chỉ học giỏi lắm được tháng à. Tới tháng 1 thì khoảng cỡ tầm 15 tháng 1 là chúng ta đã phải xong hết rồi. Bởi vì Tết là tầm cuối tháng 1 là đã gần Tết âm lịch là trúng ngày mùng 1 tháng 2. Vậy thì trước Tết thì khoảng cỡ ngày 15-20 Tết thì chúng ta đã phải về nhà rồi. Vậy thì thực ra nếu như ngày tháng 12 mà chúng ta đi học ấy, thì chúng ta cũng chỉ học được có tháng 12 với lại một tuần hai tuần của tháng 1. Vậy thì cô không biết là nếu như giả sử mà nó bùng dịch mà dịch nặng á, thì các bạn có khi nào ăn Tết ở Đà Nẵng hay không? Hay là các bạn có thể chống chọi được không? Hay là có nếu mà trường hợp nó bùng dịch mà như kiểu Sài Gòn á, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì cô thấy bây giờ đang nâng cao chủ trương là sẽ học trực tiếp. Nhưng mà cái thời điểm này nó chưa hợp lý. Ví dụ như nếu như mà để cho qua Tết luôn, hoặc là sau đó thì chúng ta chấp nhận là đi cách ly luôn. Có nghĩa là các bạn sẽ đi cách ly ăn Tết xong, các bạn sẽ vào và cách ly tại cái chỗ các bạn ở nó trong vòng 2 tuần. Sau đó rồi các bạn được tiêm vaccine đầy đủ, sau đó các bạn lên trường các bạn học luôn á. Các bạn học được một lèo luôn. Còn bây giờ các bạn học cũng được có hơn tháng, sau đó các bạn về Tết. Các bạn về Tết thì về Tết xong rồi ít nhất cũng phải tầm, nghĩ cũng phải tầm đến giữa tháng 2 các bạn mới đi học lại. Ngày 10 tháng 2 các bạn mới đi học lại, bởi vì mùng 1 tháng 2 là trúng mùa Tết đúng không? Thì cũng phải mùng 10 đến 14 mới đi học lại. Thì có phải là giữa tháng 2 các bạn mới đi học lại không? Đó. Nếu như trước thì cô thấy nó cũng hơi vất vả trong việc đi lại, rồi cách ly các đồ, rồi dịch bệnh đồ. Như hiện tại cô đang ở Hà Nội thì dịch bệnh vẫn rất là mạnh. Rất là mạnh, ngày cũng phải 200 ca, trong mấy 200 ca như ngày hôm qua, 200 ca mà ca cộng đồng rất là nhiều. Và cộng thêm được là những người mà bị là những người đã tiêm vaccine rồi vẫn bị. Thì có thể là nói chứ có nhiều bạn thì không phải là khỏe mạnh đâu. Có nhiều bạn trẻ như cô hay như bản thân như cô chẳng hạn, thì mình mà có bệnh này, cho nên là khi mà bị bệnh này mà nếu mà bị nhiễm Covid thì cái khả năng, cái nguy cơ lây nhiễm nó rất là cao và khả năng nặng nó rất là cao. Do đó là cô vẫn rất là lo lắng nếu như mà đi học lại mà trong tình hình mà cô thấy dịch nó cứ bùng đi bùng lại như thế này. Cô chỉ muốn là nếu như mà được á, nếu như mà muốn cho đi học lại thì các bạn nên tiêm vaccine hết toàn bộ. Sau đó rồi thì mình sẽ vào và cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Ví dụ như mình sẽ cách ly tại chỗ ở Đà Nẵng và cố định ở Đà Nẵng trong vòng nửa tháng, 2 tuần cho chắc chắn. Sau đó rồi chúng ta đã lên trường, chúng ta học thì nó tốt hơn. Mà nếu như đó thì cô nghĩ nó là khó để mà triển khai được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này, nội dung là trực khuẩn mũ xanh. Hôm qua cô đọc ở cái bài, một cái bài trên Confession của khoa y dược. Cô không biết là cái bài nó là của ai lập ra. Thế thì cô đọc một vài trang thôi, một vài cái dòng thôi, thì cô cũng buồn nhưng mà cô cũng nghĩ là thôi. Thì đây là cô chia sẻ tâm sự với lớp thôi chứ còn thực ra cũng không có gì. Đó là có một cái bạn đăng lên Confession là tại sao các trường như Thành phố Hồ Chí Minh hay là Huế thì đã thông báo là khi nào đi học rồi, mà tại sao trường mình là không?
thì và tại sao có học hay không học thì nói cho em tiếng để em cùng ra lấy áo ấm áo đồ chị đó đi về. Thì cô mới nói cho các bạn này, các bạn ơi, các bạn nhỏ nên là các bạn có nhiều cái các bạn còn không biết đó. Cô hỏi các bạn là trường mình thì trực thuộc ở đâu? Trực thuộc Đại học Đà Nẵng đúng không? Vậy thì có phải là trường mình muốn là đi học được không? Đấy. Trường mình có muốn đi học là được đi học không cả nhà? Không được đúng không? Vậy trường mình sẽ phụ thuộc vào đâu? Phụ thuộc vào Đại học Đà Nẵng. Có nghĩa là chính sách chung. Nó không có chuyện là trường mình thích là trường mình cho đi học, xong rồi trường mình không thích là trường mình cho nghỉ. Mình không phải là trường Duy Tân, mà ngay cả Duy Tân người ta cũng không cho cái quyền đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải trực thuộc cái Đại học Đà Nẵng, thì tất cả những cái quy định hay những cái thông báo hay là những cái chính sách ấy, nó thuộc về đầu ngành là đầu trên, chứ nó không phải thuộc vào trường mình. Gần như nó không thuộc vào trường mình. Và việc mà các bạn đi học lại khi nào á, là các bạn cứ nhìn á, cái thông công văn của Đại học Đà Nẵng là chuẩn nhất. Có nghĩa là trường mình chỉ phụ thuộc theo công văn của Đại học Đà Nẵng. Trường mình có muốn cho đi học, Đại học Đà Nẵng họ không cho thì mình cũng chịu, bởi vì mình phụ thuộc mà. Cái thứ hai nữa là Đại học Đà Nẵng thì gồm có những trường nào? Trường Bách Khoa, trường Sư phạm, trường Kinh tế, trường Ngoại ngữ. Đấy, và tất cả các trường trong liên quan đến trường Đại học Đà Nẵng á, thì đều có một cái thông báo chung như thế. Vậy thì khi em nói ra cái câu là tại sao mà trường mình không cho đi học trong khi những trường khác cho đi học, thì em phải hỏi là tại sao Đại học Đà Nẵng không cho đi học chứ không phải trường mình không cho đi học. Trường mình rất muốn cho đi học. Em thấy mà trường mình, em nhìn thử ở các trường khác mà như là tổ chức cái lễ trao bằng, thì có trường nào mà được trao bằng mà được vui như trường mình như ngày hôm qua? Em thấy trên Facebook không? Thì các anh chị vẫn được giao lưu với nhau, vẫn được chụp hình, vẫn có bố mẹ được tới, trong khi em nhìn Đại học Ngoại ngữ mà trao bằng đi, vắng tanh luôn. Chỉ có tới trao xong rồi là đi ra về, và trong không gian nó không được đứng để nán lại để chụp hình nữa. Có nghĩa là chỉ chụp hình cái lúc lên trên nó, xong rồi là từ mấy giờ đến mấy giờ có bao nhiêu bạn tới, từ mấy giờ đến mấy giờ bao nhiêu bạn tới thôi. Không có chuyện là đông như thế. Và trường mình đã cố gắng hết sức để làm có thể, nhưng mà khi cô đọc những cái dòng tin mà khi các bạn đăng lên Facebook, cô buồn dễ sợ luôn. Cộng thêm có những cái bình luận ở phía dưới là trường mình chỉ có giỏi là thông báo học phí là nhanh nhất cả nước. Rồi đọc xong một câu mà các bạn có biết người thông báo học phí là ai không? Là cô. Cô đọc xong á là cô buồn từ ngày hôm qua đến giờ trừ luôn. Cô ngồi cô nghĩ á, tại sao các bạn lại nghĩ khoa mình nó tệ như thế? Có nghĩa là tại sao các bạn lại nghĩ nó tiêu cực như thế? Và đây chính là những các bạn sinh viên của khoa mình đấy. Nhưng các bạn có những cái câu mà cô không hiểu là tại sao các bạn lại nghĩ như thế. Các bạn lại nói là khoa mình nó là chi bắt học sinh viên học phí. Cô nói khoa mình đã bao giờ ép ai nộp học phí, và nếu như không nộp học phí là dừng thi chưa? Chưa. Và các bạn có biết là nếu như về cái thời gian mà nộp học phí ở khoa mình là vẫn thông thả nhất so với tất cả các trường của Đại học Đà Nẵng. Dù tiền không phải nộp về khoa đâu cả nhà, nộp về là nộp về Đại học Đà Nẵng, và Đại học Đà Nẵng là quyết định mọi cái chi tiêu của khoa. Chứ nó không phụ thuộc vào cái việc là khoa mình thu hoặc là khoa mình tự chi, cũng không có luôn. Khác với trường Kinh tế, Bách Khoa, Sư phạm là những cái trường đó là những trường tự chi, thu chi. Còn trường mình á, là nộp về tài khoản của Đại học Đà Nẵng. Các bạn có thấy là lúc mà nếu như các bạn nhìn vào cái tài khoản ngân hàng mà lúc các bạn chuyển tiền học phí về á, các bạn có nhìn thấy là Đại học Đà Nẵng không? Không có chữ khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng. Còn các bạn á, chuyển về đó, sau đó rồi Đại học Đà Nẵng họ sẽ chuyển, họ sẽ trích, họ sẽ thu, họ sẽ kê vào cái danh sách là sinh viên khoa mình nộp vào đó. Và cái khoa mình chưa có con dấu riêng, cũng chưa có số tài khoản cá nhân của trường riêng nữa. Nó khác trường Bách Khoa, Kinh tế, Sư phạm ở chỗ đó. Và do đó các bạn không hiểu, có nghĩa đây là chính sách chung và những cái thông báo như đó cũng là quy định. Tự nhiên các bạn nói là khoa mình là thuộc dạng thông báo học phí đầu cả nước, vậy đầu gọi là nhanh nhất. Rồi các bạn nói những cái câu mà cô nghĩ là cô không biết là nếu như các bạn giữ cái tư duy đó thì các bạn có ra trường được hay không. Cái thứ hai, nếu như các bạn có cái tư duy đó, sau này các bạn không làm việc được đâu, và các bạn cũng không thể trở thành bác sĩ tài giỏi được. Chả ai có thể trở thành được bác sĩ tài giỏi nếu như trong lòng của các bạn không kiểu có những cái tư duy mà theo kiểu kiểu mà tiêu cực ấy. Đấy, thì nó sẽ không tốt. Và tại sao cô lại nói với các bạn năm hai, tại vì có nhiều bạn thì sẽ có những cái sẽ có những cái suy nghĩ này, có sẽ cứ suy nghĩ kia. Có nhiều bạn kêu là ô tại sao mà học lịch học thì thông báo là sáng thông báo học, sáng thông báo nghỉ, chiều thông báo học, rồi lúc trưa 11:30 thông báo là 2 giờ chiều học, rồi các kiểu đó. Thì cô mới nói các bạn đâu phải đâu, đương nhiên là trường mình nó chưa chuyên nghiệp vì nó còn non trẻ, nhưng mà các bạn hãy nhìn vào điểm tích cực, đó là tất cả các thầy cô đều muốn cố gắng, mong muốn cho những gì tốt đẹp nhất cho các bạn. Hay là ví dụ đơn cử như cô chẳng hạn, các bạn có biết là dù ở rất là xa nhưng mà
cô không ngồi kể công, nhưng mà thực sự là nếu như mà nói về việc mà để kêu gọi và quyên góp cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở khoa, hay là kêu gọi những cái nhà hảo tâm hay nhà thiện nguyện á, ở khoa thì hiện tại là đối với khoa y dược mình thì cô là người kêu gọi là gần 100 triệu cho khoa y dược, mà cô đi xin từng đồng, có nghĩa là cô đi xin, cô làm từng cái thư ngõ xin tài trợ, rồi cô trình bày hoàn cảnh của từng bạn, hoặc là bạn nào đã làm hồ sơ học bổng với cô là đều biết rằng là cô là người mà cầm tay chỉ các bạn biết từng chữ trong cái hồ sơ xin học bổng để các bạn nhận được những cái học bổng khó khăn đó. Thì những cái mà cô làm được, cô thấy các bạn xong rồi là cô cố gắng rất là nhiều, thì khi mà cô đọc cái dòng chữ là, và cô cũng là người thông báo học phí, đơn giản chỉ là vì là bên thông báo học phí là nó là phụ trách của phòng công tác sinh viên, sẽ là người thông báo học phí, và bên phòng thì phân cho cô, là bởi vì nhân tiện thì cô thông báo luôn. Thì cô đọc là thông báo nhanh nhất, cô nói qua mình là thuộc dạng chậm á, so với nếu như các bạn nhìn cái thông báo thu học phí của các trường ngoại ngữ thì là sớm nhất á, thì khoa mình là thuộc dạng chậm đó cả nhà, chậm chứ không có nhanh đâu. Cộng thêm thứ hai là không có áp lực gì hết, thông báo để cho nhắc nhở cho các bạn biết là đã hết hạn rồi hết đợt này đến đợt kia, chứ nó cũng không phải là bắt buộc. Còn nếu như trong trường hợp các bạn chưa có đủ tiền thì các bạn làm đơn, các bạn nói là trình bày hoàn cảnh gia đình rồi cho em nộp học phí, hẹn học nộp học phí vào ngày nào tháng nào đó, các bạn liên hệ với bộ phận tài vụ để các bạn có thể delay cái lịch nộp học phí của bạn, cũng chả sao hết. Nói chung là nó cũng không có đến nỗi trường hợp mà các bạn phải nghỉ học bởi vì các bạn không nộp học phí. Cô nói đâu sai chứ, cái anh mà bây giờ ra trường rồi, anh DG17, có một anh đó là tới điều ngành điều dưỡng không nộp học phí 2 năm vì đang giảng gia đình anh khó khăn, và sau đó là anh cũng phải nộp thôi, nhưng mà anh cũng, cô phải cố gắng xin những cái nhà tài trợ khác á, để mà hỗ trợ cái học phí cho anh, bởi vì gia đình hoàn cảnh khó khăn anh không nộp học phí được đấy. Chứ mình cũng ấy, tại sao lại là nghĩ như đó, thì mình mới đang là năm 2, và thực sự là các bạn đang có một cái tinh thần học tập rất là tốt, đặc biệt là lớp răng hàm mặt 20 của ấn tượng rất là tốt, cho nên là khi mà các bạn đọc những cái dòng tin ở trên Facebook hay là trên mạng, các bạn hãy giữ cho trái tim mình nó trong sạch và nó ngây thơ và nó yêu đời. Đừng có nghe mấy cái chuyện mà tấm chiếu mới trải hay tấm chiếu vừa trải. Cô nói thật với các bạn, cô về khoa mình 6 năm, nói có tự hào khi làm ở khoa y dược không? Cô tự hào. Có cảm thấy hãnh diện hay là cảm thấy là đây là một môi trường để cô phát triển hay không? Thì thực sự đây là một môi trường rất là tuyệt vời. Đương nhiên nhá, cô nói với các bạn, giờ các bạn vào coffee của Y Huế thì các bạn cũng nghe người ta chữ quá trời luôn. Những sinh viên nó chữ Y Huế, ngay cả chính nó học trong một cái môi trường mà các bạn, đa số các bạn sẽ nghĩ Y Huế là hơn Y Đà Nẵng đúng không? Nhưng mà các bạn đọc vào các bạn cũng thấy nó khủng khiếp như thế, thì ở đâu nó cũng sẽ có vấn đề này, nó cũng có vấn đề kia trong một tập thể, dù nó có lớn mạnh như thế nào hay là nó có như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ có phần này phần kia. Nhưng các bạn đừng nhìn vào những cái tiểu tiết đấy, mà các bạn hãy nhìn những bức tranh tổng quan. Đó là các bạn sẽ nhìn thấy là các thầy cô luôn luôn cố gắng để cho các bạn có một cái điều kiện học tập tốt nhất trong khả năng có thể. Và do đó là hãy cố gắng học tập thật tốt để mà mình xứng đáng, mình ra trường mình cầm tấm bằng, mình xứng đáng mình làm những cái việc tốt của mình, chứ không phải mình ngồi mình sân si thì nó cũng sẽ không tốt đâu. Thực sự là như vậy. Thế thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung học nhé. Trực khuẩn mũ xanh, nhóm trực khuẩn mũ xanh này.
Rồi ok, Nhã trình bày đi. Sau đây mình xin trình bày về khả năng gây bệnh và phòng trị bệnh của trực khuẩn mũ xanh. Thì về khả năng gây bệnh thì trực khuẩn mũ xanh là vi khuẩn gây bệnh có điều kiện khi mà cơ thể bị suy giảm miễn dịch hay là bị mắc các bệnh ác tính, mãn tính dùng lâu dài corticoid, kháng sinh hoặc là các chất chống ung thư thì dễ mắc các bệnh nhiễm trùng nội sinh hoặc là ngoại sinh cho trực khuẩn mũ xanh gây ra. Trực khuẩn mũ xanh cùng với tụ cầu vàng là hai vi khuẩn mà thường gặp nhất trong nhiễm trùng bệnh viện. Người ta thường thấy trực khuẩn mũ xanh ở khắp nơi trong bệnh viện như là trong các ống thông, máy khí dung, vòi nước máy, máy hút ẩm, thậm chí là trong cả một số dung dịch mà dùng để rửa vết thương do pha chế hoặc là bảo quản không tốt. Trực khuẩn mũ xanh từ môi trường bên ngoài vào cơ thể qua các vết thương hở, thường thấy là ở vết bỏng. Tại chỗ xâm nhập thì chúng gây viêm có mủ, điển hình là mủ có màu xanh. Nếu cơ thể suy giảm sức đề kháng thì chúng có thể xâm nhập và gây các bệnh viêm phủ tạng như là xương, đường tiết niệu, tay giữa, phế quản và màng não, hoặc là gây bệnh toàn thân như là nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc. Về phòng và điều trị thì phòng bệnh không đặc hiệu đóng vai trò chính trong việc ngăn ngừa nhiễm khuẩn mũ xanh. Chúng ta phải giữ gìn vệ sinh chung triệt để thực hiện các quy trình tiệt trùng, làm đúng các thao tác vô trùng để tránh lây chéo trong bệnh viện. Đối với cá nhân thì chúng ta phải giữ gìn vệ sinh, tránh xây xát da và niêm mạc, tăng cường sức đề kháng chung, tránh lạm dụng thuốc kháng sinh và các thuốc gây suy giảm miễn dịch. Điều trị thì mũ xanh kháng lại nhiều loại kháng sinh thông dụng như là penicillin, ampicillin, tetracyclin, nhất là những chủng gây nhiễm trùng bệnh viện. Người ta thường dùng aminoglucosid, gentamicin, amikacin, tobramicin, hoặc là cephalosporin thế hệ 3, imipenem để điều trị các nhiễm trùng do trực khuẩn mũ xanh gây ra. Phần trình bày của nhóm em đã hết. Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe. Giỏi. Ở nhóm của các bạn mũ xanh này thì các bạn tập trung vào cho cô một số cái nội dung sau. Đầu tiên là tên khoa học và bắt buộc này, Pseudomonas aeruginosa, đấy, tên khoa học này. Và các bạn lưu ý giúp cô đó là tên khoa học là người ta viết nghiêng nhá. Ví dụ như trong văn bản mà em thấy người ta viết thẳng lên hay là viết sai là phải viết nghiêng và không, đấy, viết nghiêng thấy chưa? Đấy, viết nghiêng. Rồi tiếp theo là hình dạng. Hình dạng thì của nó là cũng là trực khuẩn thẳng nhưng mà hơi cong. Đấy, trực khuẩn thẳng hơi cong nhưng mà không phải là phải khuẩn nhé. Cong một phát các bạn nói nó là phải khuẩn là không đúng, nhưng mà nó là trực khuẩn nhưng mà nó hơi cong. Gram âm, có một lông duy nhất ở đầu cực. Rồi ở cái phần tính chất sinh vật hóa học đặc trưng này thì các bạn cũng lưu ý một số cái thông tin cô đưa như là ure là indo vân vân. Cái này thì không thuộc họ trực khuẩn đường ruột nữa rồi, trực khuẩn mũ xanh là qua các phần khác rồi. Trực khuẩn đường ruột thì hồi nãy là ba con và con phải khuẩn tả thì nó ngồi họ trực khuẩn đường ruột đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh một số các bạn về tính chất nuôi cấy thì trực khuẩn mũ xanh là một trong những vi khuẩn rất là dễ nuôi cấy và nó sẽ sinh sức tố màu xanh trên nuôi cừu nuôi cấy, cho nên người ta gọi là trực khuẩn mũ xanh. Hay nôm na ra các bạn sẽ nhìn thấy những cái ổ mũ hay là những cái ổ áp xe, nếu như mà chúng ta bị viêm nhiễm trong quá trình phẫu thuật á, có cái ổ mũ màu xanh á, thì đó gọi là trực khuẩn mũ xanh ấy, có thể gây ra do trực khuẩn mũ xanh ấy. Rồi về vi khuẩn gây bệnh, có khả năng gây bệnh thì cái vi khuẩn mà là trực khuẩn mũ xanh này nó gây ra bệnh là người ta gọi là vi khuẩn gây bệnh có điều kiện, có nghĩa là nó không phải là gây ra một cái bệnh cụ thể nào đó giống như lị hay là tả hay là thương hàn, mà nó là một cái vi khuẩn gây bệnh có điều kiện, có nghĩa là nó là gây ra bệnh do suy giảm miễn dịch. Do suy giảm cơ thể của mình nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái bệnh nhiễm trùng đấy. Và cái thứ hai là cái bệnh mà phổ biến nhất do trực khuẩn mũ xanh gây ra, đó là bệnh về nhiễm trùng bệnh viện, đó là bệnh mà phổ biến nhất. Thì hai vi khuẩn mà hôm nay cô có nói liên quan đến nhiễm trùng bệnh viện đó là E. coli và trực khuẩn mũ xanh là hai vi khuẩn mà gây ra bệnh nhiễm trùng bệnh viện nhiều nhất và mạnh nhất hiện nay. Và các bạn lưu ý thì đây là một trong những câu hỏi liên quan đến phần thi, đó là vi khuẩn nào sau đây gây ra bệnh nhiễm trùng bệnh viện. Đấy, trực khuẩn mũ xanh, tụ cầu vàng, E. coli rồi đó, thì đó là những vi khuẩn gây ra nhiễm trùng bệnh viện, chứ còn tả, lỵ hay là thương hàn thì không gây ra bệnh nhiễm trùng bệnh viện nhé. Đó là một cái lưu ý. Tiếp theo ở phần này thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô về cái khả năng gây bệnh của nó và những cái biện pháp phòng và điều trị bệnh thôi. Chúng ta sẽ không đặt nặng nhiều ở đây. Tiếp theo đây là vi khuẩn HI.
Vi khuẩn HI này á, thì chúng ta cho biết thôi, còn nội dung thi thì không có. Vi khuẩn HB là vi khuẩn mà gây ra bệnh viêm dạ dày á, thì cũng đọc, cũng học thêm cho biết thôi, chứ còn nội dung thi thì nó cũng, nếu có nó cũng chỉ có một câu thôi, chứ nó không có nhiều. Do đó thì chúng ta sẽ đến với vi khuẩn HI trước nè. Nhóm của vi khuẩn HI đâu nè? Dạ, chào cô ạ. Rồi, chào em. Em trình bày đi. Dạ, em xin phép 2 phút để xem màn hình nhé. Ừ, rồi, ok em. Thông tin. À, cho em hỏi là cô và mọi người đã thấy được màn hình của em chưa? Thấy rồi em ơi. Rồi em trình bày đi. Dạ vâng ạ, em xin thay mặt nhóm em trình bày về vi khuẩn HI ạ. Nhóm em bao gồm 6 bạn là Thiền Phát, Sĩ Phúc, Minh Phúc, Thu Phương, em là Quỳnh Phương và bạn thân Anson ạ. Sau đây em xin tin bài về vi khuẩn HI. Thì tên khoa học của vi khuẩn HI là Haemophilus influenza, và hình dạng của vi khuẩn này là một vi khuẩn nhỏ, gram âm và có rất nhiều hình dạng khác nhau. Loại vi khuẩn này thuộc dòng kỳ khỉ và ưa khỉ. Các khuẩn lạc của HI xuất hiện dưới dạng các khuẩn lạc lồi, nhẵn, nhợt nhạt, xám hoặc là trong suốt. Về tính chất hóa học đặc trưng thì vỏ của HIB được cấu tạo bởi các chuỗi polyribosin và ribitol phosphat. Lặp lại từ đó thì nó hình thành nên một chuỗi là polyribosin ribitol phosphat được gọi là PRP. Thì vi khuẩn HBI nó có thể ngưng kết trên phiến kính, tức là kháng huyết thanh, và quá trình ngưng kết xảy ra khi chất kháng huyết thanh liên kết với tế bào vi khuẩn, làm cho các tế bào ngưng kết hoặc là kết tù lại với nhau, tạo nên phản ứng phình vỏ với kháng huyết thanh từ mẫu A đến mẫu F. Trong đó thì type B là type thường gặp và gây bệnh nặng nhất. Về tính chất nuôi cấy thì vi khuẩn HBI rất là khó nuôi cấy, và đây là vi khuẩn hiệu khỉ nên nó chỉ mọc trong môi trường có sẵn yếu tố X, tức là hemin và V là nicotinamide adenine dichloride Cleotid ở 37 độ C trong tủ ẩm có chứa khí CO2. Trong đó thì yếu tố X, tức là hemin, là hỗn hợp chất màu chứa sắt như là hemin và hematin. Chất thường gặp là chất protoporphyrin chính, và dùng yếu tố X này để tổng hợp nên 3 loại là catalac peroxidase và cytochrome. Ngoài ra, mẫu và sản phẩm mẫu là nguồn nguyên liệu để sản xuất yếu tố X này. Về khả năng gây bệnh thì các loại bệnh xâm nhập phổ biến nhất do HI gây nên là viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não, viêm biểu mô như là sưng tấy trong cổ họng, các bệnh mô tế bào như là biểu hiện nhiễm trùng da, các bệnh viêm khớp nhiễm trùng. Ngoài ra thì các bệnh do vi khuẩn HI gây ra bao gồm cả vi khuẩn HI type B, thường xảy ra chủ yếu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, còn người lớn từ 65 tuổi trở lên và những người mắc một số bệnh cũng có nguy cơ mắc bệnh cao như là bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm, bệnh thiểu lá lách, bệnh HIV và những bệnh ung thư. Thì riêng bệnh ung thư thì cần phải điều trị bằng hóa trị, xạ trị hoặc là gạt tế bào gốc tủy xương. Về cách phòng bệnh và điều trị thì để điều trị các bệnh do vi khuẩn HIB gây ra thì tiêm phòng vaccine là biện pháp mang lại hiệu quả cao nhất. Theo khuyến cáo thì tất cả trẻ em đều cần được tiêm chủng vaccine phòng bệnh do vi khuẩn HIB gây ra từ lúc 2 tháng tuổi. Ngoài ra, cha mẹ cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và cho trẻ ăn đảm bảo chất dinh dưỡng, vệ sinh răng miệng và điều trị tích cực các bệnh tai mũi họng cho trẻ. Còn khi người bệnh bị nhiễm vi khuẩn HIB thì thường sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh, loại kháng sinh và liều lượng thì sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng cơ quan bị nhiễm trùng và kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ của bệnh nhân ạ. Em xin kết thúc bài trình bày ạ. Dạ cô ơi, hình như cô chưa bật mic. À, phần này thì các bạn nhớ giúp cô cái tên khoa học nhé. Haemophilus influenzae. À, về hình dạng thì cái vi khuẩn này là cái vi khuẩn mà các bạn lưu ý giúp cô, nó là vi khuẩn dạng như là đa hình thái. Đôi lúc nó là cầu khuẩn, đôi nó là trực khuẩn. Và đôi lúc nó là một cái sợi chỉ dài vắt ngang. Thì chúng ta sẽ cho nó là trực khuẩn bởi vì hình thái nó là hình thái hay gặp nhất.
nhưng thỉnh thoảng nó là vẫn có thể là trực khuẩn hoặc là cầu khuẩn hoặc là dạng cầu trực khuẩn. Do đó là đây là người ta còn gọi là vi khuẩn đa hình thái. Rồi gram âm, trong cái phần tính chất sinh hóa học đặc trưng thì em lưu ý cái phản ứng ngưng kết trên phiến kính thì phản ứng kháng thanh. Cái này thì cũng biết thôi chứ cũng không tập trung. Nhưng cái khó nhất, cái nội dung mà mình cần phải nhớ cho cái nội dung này đó chính là tính chất nuôi cấy. Cái tính chất nuôi cấy ở đây nó rất là khó nuôi cấy so với những cái câu ở trên là dễ nuôi cấy. Và hôm nay chúng ta học 4 con là con nào dễ nuôi cấy thì con này rất là khó nuôi cấy. Nó cần khí trường CO2 5% và nó đòi hỏi môi trường dinh dưỡng cao, có đủ hai yếu tố XV. Vậy yếu tố XV là gì? Yếu tố XV là một cái yếu tố mà em chỉ cần biết là cái yếu tố XV có nghĩa là một cái chất nào đó mà khi bỏ vào trong môi trường đó thì con vi khuẩn này mới có thể sinh trưởng được, thì đó là yếu tố XV. Thì cái việc chỗ cái HI thì các bạn lưu ý cho cô ở chỗ cái điều kiện nuôi cấy nó có khác, và cái chỗ khả năng gây bệnh nó rất là nhiều bệnh này. Đầu tiên là hô hấp ở người do vi khuẩn HI, và ngoài ra thì ở đối với trẻ thì nó có thể gây ra bệnh viêm màng não ở trẻ. Đây là một bệnh khá phổ biến của vi khuẩn HI và gây ra nhiễm khuẩn huyết. Nhiễm khuẩn huyết thì khi nào cũng có rồi. Rồi vậy thì lưu ý chỗ HI thì các bạn lưu ý cho cô chỗ điều kiện nuôi cấy. Rồi tiếp theo vi khuẩn HB. Nhóm vi khuẩn HB ơi. Dạ em đây cô. Rồi ok em trình bày đi. Là để em xem màn hình ạ. Dạ, cô có thấy em đang xem màn hình không cô? Cô thấy rồi. Dạ. Nhóm chúng em xin trình bày về vi khuẩn HB ạ. Ừ. Em tên là Mỹ Tâm và nhóm gồm 5 bạn nữa là Tư Tâm, Nguyễn Thảo, Trung Thiên, Trọng Thủy và Mạnh Thái ạ. Bạn Mỹ Tâm với bạn Tư Tâm có chị em gì với nhau không? Dạ không, mà thầy cô hay nhầm tiếng của tụi em. À, thật ra là cùng tiếng Mỹ Tâm luôn cô nạ, nhưng mà họ khác nhau. À, cùng tên Mỹ Tâm luôn, nhưng họ khác nhau. Dạ. Chắc là bố mẹ em mê ca sĩ Mỹ Tâm. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Em xin trình bày tiếp đó là về tính khoa học. Là Helicobacter pylori là vi khuẩn gây viêm lợi dạ dày tá tràng, là một loại xoắn khuẩn gram âm sống trong lớp nhầy của bề mặt niêm mạc dạ dày và đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái dạ dày tự nhiên. Tiếp theo là về hình dạng. Thì là vi khuẩn HB là một dạng xoắn khuẩn gram âm hình que cong, dài khoảng 3 micromet với đường kính khoảng 0,5 micromet và có 4 tới 6 roi ở cùng một vị trí. Trong bệnh phẩm có hình cong, mảnh hoặc là hình dấu hỏi. Đặc biệt là trên môi trường nuôi cấy thì lâu ngày vi khuẩn HB có thể có dạng hình cầu, có chung lúng ở một đầu, di động mạnh, không có vỏ và không sinh nha bao. Về tính chất hóa học đặc trưng thì HB không phân giải hydrat carbon như là đường glucose, đường fructose, có men ureaze hoạt động rất là mạnh. Ở đây em xin giải thích thêm ở chỗ là men ureaze. Đây là một loại men do vi khuẩn HB tiết ra và có chức năng là xúc tác quá trình phân hủy ure thành CO2 và NH3. HB là có thể sống lâu dài ở trong môi trường như axit nhờ sự có mặt của ureaze, là bởi vì men ureaze sẽ sinh ra CO2 và NH3 nên tạo môi trường kiêm và giúp trung tĩnh môi trường axit. Ngoài ra về tính chất thì HB còn có hoạt tính mạnh về catalase và không khử được nitrat. Ở đây thì các bạn có thể nghe thêm một chỗ ở chỗ là catalase. Catalase là một loại enzyme và làm giảm quá trình chuyển hóa H2O2 thành CO2 và nước, thành oxy và nước. Về tính chất nuôi cấy là nuôi cấy chuyển hóa đơn giản, là loài vi khuẩn khó nuôi cấy, cần một môi trường giàu chất dinh dưỡng và đòi hỏi môi trường hoàn toàn là kỳ khí ở 37 độ C và pH bằng 7. Khuẩn lạc của vi khuẩn HB trên môi trường đặc thì trong hoặc xám nhạt, đôi khi gây tăng máu, đường máu của khuẩn lạc khoảng 1 mm và xuất hiện sau 48 tới 72 giờ. Đây có cụm từ khuẩn lạc của vi khuẩn ở đây là sự có nghĩa các bạn có thể hiểu đơn giản đó là trong môi trường thuận lợi thì những vi khuẩn sẽ tập hợp sinh trưởng và phát triển lại thành từng cụm nên mà gọi là khuẩn lạc. Về khả năng gây bệnh thì HB có thể gây bệnh cho động vật cả người, và ở đây nhóm mình có soạn ra một số bệnh như là gây viêm loại dạ dày, hội chứng khó tiêu và đặc biệt là ung thư dạ dày. Còn có một số bệnh lý khác như sau là đau nửa đầu,
giảm tiểu cầu đột ngột, và đường lấy chủ yếu là đường truyền sang người, như là đường phân miệng, đường miệng miệng, đường dạ dày. Cho đó là nếu như mà sống chung với một người bị nhiễm HB thì mình có nguy cơ bị lây nhiễm và bị mắc bệnh rất là cao. Nên về phòng bệnh thì cách phòng bệnh tốt nhất là phải tiêm vaccine và phải có thói quen ăn uống lành mạnh, ăn uống hợp vệ sinh, ăn chỉ uống xôi, không phụ thuộc uống rượu bia. Điều đặc biệt là chúng ta nếu như có dấu hiệu về dạ dày chẳng hạn thì phải nên đi kiểm tra và có chỉ định của bác sĩ. Hơn nữa là phải khám chữa bệnh nội soi tại cơ sở uy tín, vì nội soi là sẽ cần quan sát trực tiếp bên trong các cơ quan của cơ thể nên khả năng nhiễm khuẩn rất là cao. Còn về điều trị thì phải bù nước và điện giải, dùng kháng sinh và có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý hơn. Bài trình bày của nhóm em kết thúc ạ. Dạ cô ấy, cô chưa bật mic. Thưa hai vị bạn biết về vi khuẩn HB thì cô sẽ trao đổi với các bạn về một cái nội dung nó rất là quen thuộc với mọi người. Dù cái con vi khuẩn HB này thì nó sẽ không nằm trong cái chương trình là quá là quan trọng trong phần học. Tuy nhiên là về cái khả năng lâm sàng gây bệnh thì nó lại rất là phổ biến. Cô cũng có nói có câu chuyện đó là thường thường ấy thì đa số là với một cái lịch thói quen thời gian biểu của mình mà không điều độ ấy, thì nó sẽ dễ dẫn đến trường hợp là chúng ta sẽ bị đau dạ dày. Thì bản thân cô cũng trải nghiệm với bệnh đau dạ dày này cũng một thời gian lúc mà cô học sinh viên đại học ấy. Thì các bạn lưu ý đó là cái bệnh đau dạ dày là cái bệnh do cái hàm lượng vi khuẩn HB nó cao quá mức cho phép, thì là mình mới lại dẫn đến cái việc đau dạ dày. Tuy nhiên thì cái bệnh đau dạ dày này nếu như mà mình không chữa trị và mình không có một cái hướng điều trị, kháng sinh điều trị lâu dài và nghiêm túc thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là chúng ta sẽ viêm đá dạ dày và gây ung thư dạ dày. Nó có khả năng như thế luôn. Và để mà trong cái quá trình mà bảo vệ cái dạ dày của mình và cho mình một cái thói quen, xây dựng cho mình một cái thói quen muốn hợp lý, thì cô nghĩ đặc biệt là các bạn sinh viên, trong cái quá trình mà mình ở trọ hay là mình ở ký túc xá thì các bạn cần phải ăn uống đúng thời gian. Ví dụ như buổi sáng mình bắt buộc phải ăn sáng, ăn ít ăn nhiều gì cũng phải ăn hết. Rồi buổi trưa mình ăn đúng bữa, buổi tối ăn đúng bữa, ngoài những cái buổi nó ra nếu như các bạn còn thích ăn thêm thì các bạn mới thay thế, là ví dụ như mới ăn thêm cái đồ ăn nhẹ hay là trà sữa vân vân, thì các bạn chỉ là thêm thôi. Nhưng cô thấy có rất là nhiều bạn thì ví dụ như là không có ăn mà chỉ đa số là sẽ theo kiểu là gửi bạn bè của mình mua cái gì đó xong rồi về ăn tạm, ăn bánh tráng trộn rồi uống trà chanh xong rồi sống qua ngày ấy, kiểu như đó. Chứ không có phải là chứ không thích ăn vặt chứ không thích ăn cơm, nhưng mà thực ra là những cái chất, những cái đồ ăn đó nó không đủ chất và nó làm cho cơ thể của bạn rất là dễ mệt, và bạn dẫn đến trường hợp là các bạn sức đề kháng của bạn yếu, các bạn dễ bị đau lắm, đặc biệt các bạn sinh viên đó, cộng thêm là các bạn không tập thể dục nữa nên cái sức đề kháng của các bạn xuống. Và về lâu về dài khi mà cơ thể của mình nó không đủ chất và nó kiểu như là lúc chiều thì ăn bậy bạ xong rồi buổi tối cái dẫn đến cái trường hợp là buổi tối nó đói mình không có ăn, cái buổi sáng lại ngủ dậy trễ, và nếu như sáng hôm đó không đi học thì lại ngủ dậy trễ thì dẫn đến trường hợp là đau dạ dày là chuyện rất là đương nhiên thôi. Còn nếu như mà mình ăn uống đầy đủ điều độ thì cái việc tỷ lệ mà bị đau dạ dày là sẽ thấp. Vậy thì quay lại với cái bài về HB thì tại sao là HB cái số lượng ở trong dạ dày nó tăng cao thì dẫn đến cái trường hợp là mình bị viêm đá dạ dày? Bởi vì á, các bạn ở đây các bạn sẽ nhìn thấy á, là cái con cái chỗ cái tính chất sinh học khoa học đặc trưng á, các bạn sẽ thấy là con này nó hoạt động mạnh, cái men urea của nó hoạt động mạnh và nó sống lâu được trong môi trường axit. Và một trong khi môi trường của axit là như thế nào, có nghĩa là khi cái dạ dày khi mà mình đói bụng á, là cái dạ dày mình tiết ra axit, nó sẽ tiết ra nhiều axit, và do đó là khi mà nó tiết ra nhiều axit thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp đó là cái vi khuẩn này nó sẽ sinh trưởng phát triển mạnh hơn và do đó nó sẽ gia tăng. Còn cái lượng HB này nó như E. coli nó cũng sẽ có trong cơ thể của mình và ở dưới dạng là dưới mức cho phép thì nó sẽ là lợi khuẩn, nhưng mà trên mức cho phép thì nó mới gây thành bệnh. Và do đó là mình cần phải có một cái biện pháp phòng và điều trị bệnh, đó là phòng bệnh, và khi mà đã bị thì phải điều trị bệnh đúng theo cái lộ trình kháng sinh phù hợp thì nó mới hết và dứt điểm được, còn không nó sẽ bị tái đi tái lại. Đó là chuyện rất là bình thường của bệnh đau dạ dày. Ok cả nhà, vậy thì hôm nay chúng ta đã đi được
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vi khuẩn. Tuy nhiên thì cô sẽ gửi cho cả nhà, cô có cái máy tính, cái máy cô sửa xong thì cô sẽ gửi cho cả nhà cái bài giảng và các bạn sẽ xem lại. Buổi học tiếp theo là các bạn sẽ dựa trên cái file này của cô, các bạn sẽ nên học trước một số bài như là tụ cầu vàng ở phía trên kìa, cái chỗ cầu của mấy bạn nhé. Các bạn đọc trước đi nhé. Liên cầu A, phế cầu, não mô cầu và lậu cầu, các bạn học trước một số bài này trước. Thì buổi tiếp theo cô Thân sẽ dạy những cái nội dung này cho các bạn. Đấy, thì các bạn sẽ dựa vào đây thì các bạn cũng y như thế. Các bạn nên đọc bài trước. Có thể là cô Thân sẽ giảng cho các bạn chứ không phải chia nhóm. Nhưng mà các bạn đọc trước để các bạn hình dung ra được. Dựa trên những cái tiêu chí đó cô Thân sẽ phải nói nhiều hơn nữa đấy. Nhưng mà đó là những cái nội dung cô đọc nhất. Nghĩa là trong trường hợp bạn nào mà nhát quá, mà bạn chỉ cần nắm cái bản đó thôi thì các bạn cũng đã hiểu cơ bản về kiến thức của vi sinh rồi. Đấy. Còn nếu như bạn nào mà muốn kiếm điểm 10 cho bài thi cuối kỳ của vi sinh thì các bạn phải đọc nhiều hơn. Còn nếu như mà nắm mỗi cái bản này thôi thì các bạn ít nhất cũng được 7 điểm rồi. Đấy là bài thi cuối kỳ á. Thì các bạn lưu ý như thế để các bạn có thể học môn vi sinh dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và các bạn cảm thấy thích thú hơn, bởi vì nó không có quá phức tạp. Bởi vì chúng ta học hiểu cách vi học của vi khuẩn thì chúng ta mới qua học virus được, vì virus cũng còn rất là nhiều con nhá. Thì hôm nay chúng ta đã học từ 8 giờ đến 10 giờ mà chúng ta không nghỉ giải lao luôn. Thì chúng ta giờ thì chúng ta sẽ kết thúc luôn nhé. Cả nhà bất cứ cái câu hỏi hay thắc mắc gì các bạn có thể gửi Zalo cho cô hoặc là gửi về mail cho cô để cô có thể giải đáp cho các bạn về những cái nội dung mà học ngày hôm nay. Được chưa cả nhà? Có ai có ý kiến gì nữa không? Có ai có ý kiến gì nữa không? Cô cho em hỏi một câu được không? Ừ, em cứ hỏi. Có vậy khuẩn tạo sao nó lại thuộc trực khuẩn vậy không? À đây, em lên cái chỗ phải khuẩn tả nó là trực khuẩn hình khoe, hình que, nhưng mà nó có hình, nó hơi xoắn, có nghĩa là nó hơi cong á em, có nghĩa là nó cũng có hình dạng của trực khuẩn là vì nó là hình sợi, nhưng mà nó hơi cong cho nên người ta cũng có thể gọi là phải khuẩn tả em. Có nghĩa là vừa là trực khuẩn nhưng mà cũng vừa là phải khuẩn á. Dạ em cảm ơn cô. Ừ. Có nghĩa là trực khuẩn nhưng mà ví dụ như là nó hơi cong ấy thì thành là phải khuẩn. Đấy. Rồi. Còn ai có câu hỏi gì khác không? Cho nên là khi mà họ hỏi, họ nói là phải khuẩn tả hay là trực khuẩn tả thì đều đúng hết em nhé. Còn nếu như nhiều bạn mà nhìn vô trong hình á, thực hành á, mà nhìn vô trong cái tiêu bản mà thấy E. coli á, thì nói nó là cầu khuẩn nhưng không thể nói là trực khuẩn bởi vì nó mập lắm. Nó kiểu nó hơi tròn tròn luôn á. Xong rồi là nhiều bạn nói cô em thấy giống cầu khuẩn hơn là trực khuẩn. Còn do là nếu như các bạn so nó với những cái con khác, tại vì các bạn sẽ được nhìn thấy ví dụ như con tả này hay lị này, thì nó không có mặt phẳng tươi cho các bạn nhìn thấy, nhưng mà bởi vì ví dụ như bây giờ các bạn muốn nhìn thấy lị hay là tả thì các bạn phải soi tươi cơ. Có nghĩa là phải có cái bệnh nhân mà bị tả với lị mà soi tươi được kia thì các bạn mới nhìn thấy được cái hình dạng chính của nó, thì các bạn mới đúng. Chứ còn khi mà lên tiêu bản mà ấy rồi thì nó là mô hình rồi thì nó không còn chính xác nữa. Thì những cái phải, như là tả hay là những con khác thì nó là trực khuẩn rõ lắm vì nó là một cái dạng như sợi chỉ này, nó dài luôn. Còn E. coli thì nó hơi tròn, nó là như cầu trực khuẩn, nó hơi tròn ngọt, ngắn ngọt. Rồi còn bạn nào có ý kiến khác không? Vậy thì buổi tiếp theo nhé, các bạn nhớ chuẩn bị bài cầu khuẩn. Đó là bài về 4 cái nội dung câu ở phía trên. Các bạn có thể giữ cái bản này lại nhé. Bảo Trân gửi cho cả lớp cái file này nhé, cho các bạn đọc trước. Tuy nhiên thì cũng đây cũng là một trong những nội dung ôn tập, thì các bạn cứ giữ để làm cái nguồn tài liệu. Sau này các bạn ôn tập, các bạn thi cho nó đơn giản, nó dễ hiểu hơn. Rồi, còn bạn nào có ý kiến khác không? Chúng ta kết thúc nhé. Kết thúc được chưa cả nhà ơi? Dạ được rồi. Ừ rồi, ok Trăng. Rồi cô ốp lớp nhé. Rồi bất cứ câu hỏi gì các bạn cứ nhắn tin về Zalo cho cô sẽ giải đáp cho. Hôm nay chưa nghĩ ra thì về đọc thêm tài liệu rồi nghĩ ra thì hỏi, hay là bất cứ cần biết câu hỏi gì liên quan đến nội dung học thì cứ hỏi thôi nhá cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.